Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 421, thù mới hận cũ, sớm muộn cũng báo. Kiếm điêu vỗ cánh khiến cuồng phong nổi lên, nó phóng thẳng lên trời, trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Nhị thiếu gia, có sao không? Lãnh Mạch nhìn Vương Ninh, cảm thấy hắn ta bị thương không nhẹ, tình hình có vẻ xấu. Chưa chết được. Vương Ninh thờ ơ đáp, chợt nhớ tới ánh mắt của Lâm Nhất, hắn ta nhìn không được hoảng sợ. Ánh mắt kia hệt như ác mộng, khiến Vương Ninh cả đời khó quên. Tên này biết rõ Hồng Lão là do ta giết. Hắn hận ta một cách bất thường. Lãnh huynh, trong danh ngạch hạt giống lần này có khoảng bao nhiêu nhân tài đã đột phá huyền quan, Vương Ninh đột nhiên hỏi. Lãnh Mạch có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giải đáp cụ thể, hơn 10 người. Được lắm. Trong mắt hắn ta lóe lên sự quyết đoán, Vương Ninh cúi người, thì thầm bên tai Lãnh Mạch. Sắc mặt Lãnh Mạch thay đổi, thật muốn tạo ra chấn động lớn như vậy sao? Muốn đối phó hắn, thật ra không cần. Ta nói cần là cần, Lâm Nhất phải chết, ta không muốn có bất kỳ sơ hở nào. Vương Ninh lạnh lùng cắt ngang, không cho phép nghi ngờ. Đã rõ. Lãnh Mạch ngẫm nghĩ, cuối cùng không nói gì thêm. Khốn kiếp, huyết mục hùng của ta. Đúng lúc này, Mạc Thanh Vân thấp giọng mắng, hắn ta kinh ngạc khi phát hiện huyết mục hùng của mình đã không còn nhúc nhích nữa. Nhìn kỹ lại, gấu trắng lúc trước còn oai phong lẫm lẫm giờ đã mất đi sinh cơ. Nó đã bị ba cú đá của huyết long mã giết chết. Nên dùng một kiếm đâm chết tên khốn kia. Trên lưng huyết long mã, Lý Vô Ưu tỏ vẻ bất bình trước hành động buông tha cho Vương Ninh của Lâm Nhất. Đau không? Lâm Nhất không đáp mà hỏi ngược lại. Nói nhảm, người thử bị cao thủ cảnh giới huyền võ đập một phát đi, coi có đau không? Tên chó săn kia ra tay mạnh thật. Ít nhất đã ngưng tụ được một huyền mạch. Một quyền cực mạnh của Lãnh Mạch khiến hắn ta đau đến chết đi sống lại, e là đã bị thương đến nội tạng. Nhất thời không thể tốt lên được. Đau thì bớt nói một chút, có trưởng lão ở đó, dù ta có kể kiếm trên cổ cũng không giết được hắn ta. Còn nữa, dù ta có giết được và may mắn chạy thoát thì ngươi phải làm sao bây giờ? Nằm lại đó chờ bị đánh chết à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Nhất nắm chặt dây cương, vẻ mặt u ám, thờ ơ nói. Lúc này bọn họ khá là thê thảm. Không những để Vương Ninh nhiều lần chạy thoát, đến cuối cùng còn bị trưởng lão quở trách và cảnh cáo. Còn may, hắn chỉ tiêu hao một lượng lớn linh nguyên tiên thiên chứ không bị thương nặng. Nhưng Lý Vô Ưu thì có hơi thảm, trước đó đã giao thủ cùng Vương Ninh, sau lại một mình ngăn chặn Hắc Hỏa Nha, hiện tại còn bị Lãnh Mạch đánh trọng thương. Chưa kể tên ngốc này nghe Vương Ninh chế nhạo còn cố gắng bỏ dậy. Cũng đúng, giờ ngẫm lại, vị trưởng lão kia dường như cũng có chút thiên vị chúng ta. Ông ta cứ thế thả chúng ta đi, ta còn tưởng sẽ phải chịu trừng phạt. Lý Vô Ưu gãi gãi đầu nói. Lâm Nhất cười nhạt, thiên vị chúng ta. Nếu thật sự thiên vị chúng ta thì sẽ không ngăn cản chúng ta giết Vương Ninh. E là vì nể mặt sư tỷ Hân Nghiên, không dám làm quá mà thôi. Nếu hai ta không có núi dựa, người nghĩ xem ông ta sẽ xử trí chúng ta thế nào. Sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, Lâm Nhất ghìm cương ngựa, đỡ Lý Vô Ưu dựa vào gốc cây. Kế đó, hắn vỗ vỗ lên cổ huyết long mã mấy cái, thì thầm vài câu. Huyết long mã nhếch miệng cười rồi co chân phóng đi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ừm. Lý Vô Ưu vừa mệt vừa đuối sức, liền gật đầu, nhắm mắt thiếp đi. Tách tách tách. Không biết đã trôi qua bao lâu. Âm thanh lửa thiêu cháy nhánh cây khiến Lý Vô Ưu bừng tỉnh. Mở to mắt nhìn thì thấy Lâm Nhất đang từ từ nướng xiên thịt yêu thú, thỉnh thoảng hắn còn rắc lên một chút muối và gia vị. Yêu thú hấp thu linh khí thiên địa, không chỉ vị thịt tươi mới, hơn nữa còn tràn đầy khí huyết, vốn là vật cực bổ. Đối với người bị thương nặng mà nói, ăn một con yêu thú thượng đẳng có thể khiến vết thương phục hồi hơn phân nửa. Con hỏa diễm sư này là do Lâm Nhất cố tình dặn huyết long mã đi bắt. Trải qua trận đại chiến, linh khí của hắn gần như khô kiệt, chỉ có thể nhờ huyết long mã giúp đỡ. Không thể không nói, nó đã làm rất tốt. Ha ha, Lâm đại ca, không ngờ ngươi nướng thịt chuyên nghiệp như vậy, đây vốn là biệt tài của nữ nhân. Ngửi được mùi thơm, Lý Vô Ưu liền mở miệng trêu chọc. Sau khi tỉnh ngủ, Lý Vô Ưu lại khôi phục bản tính vô lo, có gì nói nấy. Không ngờ à, vậy để ta ăn một mình vậy. Lâm Nhất đang chia thịt sư tử làm hai phần chợt thu tay về, mỉm cười nói. Ực, vừa dứt lời, huyết long mã đột nhiên chồm đến, há miệng ngậm lấy thịt sư tử của Lý Vô Ưu.
thịt của ta, con xúc sinh này. Lý Vô Ưu tức giận kêu lên. Lâm Nhất cười nói, đừng mắng Tiểu Hồng, trong khoảng thời gian này, ta và ngươi bất tiện, phải trông cậy vào nó đi săn đấy. Ùng ục ùng ục. Bụng Lý Vô Ưu không có chí khí kêu lên, hắn ta liếm liếm môi, tỏ vẻ đáng thương nói, huynh à, ta sai rồi, được chưa? Đây. Lâm Nhất bật cười, đưa phần của mình cho đối phương. Này, sao ta có thể không biết xấu hổ chứ, ta không khách sáo đâu đấy. Lý Vô Ưu cười ha hả, đưa tay nhận lấy, chẳng chút kiêng kỵ mà ăn như hổ đói. Hắn ta vừa nhai nhồm nhoàm vừa nức nở khen ngon, có điều nhồi nhét quá nhiều nên miệng phồng ra, trông rất buồn cười. Lâm Nhất xé một miếng thịt sư tử ra, tiếp tục nướng. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt điển trai của hắn, từng đường nét ngông nghênh của tuổi trẻ giờ nhiều hơn một chút cương nghị. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông, trải qua bao phen tôi luyện sinh tử, Lâm Nhất đã không còn xúc động như lúc ban đầu. Thế nhưng, dưới ánh lửa rực sáng, một nửa mặt hắn chìm trong bóng tối, ánh mắt hắn lóe lên cảm xúc không cam lòng dày đặc, mãi vẫn không tiêu tán. Trong lòng có hận, chưa một ngày quên, thù mới hận cũ, sớm muộn cũng báo. Chương 422, Tiên Thiên Đan Bản Tăng Cường. Đợi đến khi ăn no uống say rồi hai người mới bắt đầu nghỉ ngơi. Bình minh vừa tới, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Lâm Nhất và Lý Vô Ưu cùng lúc mở mắt tỉnh dậy. Sảng khoái, Lý Vô Ưu vươn vai, tinh thần phấn chấn, không còn vẻ mệt mỏi ngày hôm qua nữa, thương thế đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cho ngươi, đợi đối phương tỉnh ngủ, Lâm Nhất lấy ra hai miếng ngọc bội đưa cho đối phương. Trong miếng ngọc bội óng ánh trong suốt lóe lên bốn vì sao, đều là ngọc bội của bốn tên hạt giống. Lý Vô Ưu nhận lấy rồi cười ha hả nói, đây là ngọc bội do người có lòng tốt để lại sao? Đúng, người có lòng tốt. Lâm Nhất nghe vậy liền bật cười, biết Lý Vô Ưu đang ám chỉ cái cuống đó của Bạch Đình trưởng lão. Dùng thế nào? Sau khi nghiền nát thì để ngọc bội của mình sát lại là có thể hấp thu, ta đã có ngọc bội 9 sao rồi. Mắt Lý Vô Ưu sáng lên, sau khi làm theo thì ngọc bội của hắn ta cũng tăng lên đến 9 sao. Không khỏi cười nói, tốc độ giết người đoạt sao này so với giết yêu thú tích lũy nhanh hơn rất nhiều. Lâm Nhất chẳng ừ hử gì, rút ra một viên đan dược màu trắng bạc, nhìn về phía Lý Vô Ưu hỏi, cần không? Đây là đan dược gì vậy? Coi như là tiên thiên đan dược bản tăng cường đi. Lý Vô Ưu buông tay cười nói, cảm ơn, nhưng từ lúc tu luyện đến nay ta chưa từng dùng qua đan dược, trước khi tấn thăng cảnh giới huyền võ thì không được phá vỡ điều cấm kỵ này. Cho nên không có phúc sử dụng viên đan dược này rồi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên vẻ kinh ngạc, từ nhỏ tới lớn chưa từng nuốt đan dược sao? Việc này thật sự có chút cổ quái. Đan dược coi như là tài nguyên tu luyện cơ bản nhất, bất kể võ giả có thân phận cỡ nào, chỉ cần tu luyện thì đều không thể tránh khỏi. Lý Vô Ưu lại nói tu luyện đến cảnh giới tiên thiên lục khiếu rồi cũng chưa từng dùng đan dược lần nào. Không cần thấy lạ. Đại diễn tinh quyết mà ta tu luyện có yêu cầu như vậy đó. Ở cảnh giới tiên thiên, thân thể không được ảnh hưởng bởi tạp chất của đan dược, một chút một ít cũng không được. Có điều đến cảnh giới huyền võ thì sẽ không phải kiêng dè nữa, đến lúc đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, tích tụ dày đậm, Lý Vô Ưu cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì sự ngờ vực của Lâm Nhất, chậm rãi giải thích một lượt. Hóa ra là vậy, cảnh giới tu vi há chẳng phải sẽ chậm đi rất nhiều ư. Có lợi ắt có hại, có điều nếu thiên tư căn cốt đủ tốt, kỳ thực cũng không ảnh hưởng gì lắm. Giống như Lăng Tiêu Kiếm các vậy, không phải cũng chẳng coi trọng cảnh giới tu vi lắm sao. Trước đó Lâm Sư Huynh chỉ mới là tiên thiên ngũ khiếu mà đã được đưa vào danh sách hạt giống, vài nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ thì lại không được vào danh sách hạt giống đó thôi, Lý Vô Ưu đột nhiên cười, nhẹ giọng nói. Ta cũng đã để ý thấy vậy, kỳ thực cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Vô Ưu mặt lộ vẻ đắc ý, ra vẻ lên mặt nói, để ta nói cho Huynh biết. Tục ngữ nói cùng văn phú võ, tu luyện là chuyện rất tiêu tốn tài nguyên. Nhưng chỉ cần nội tình ra thế tương đối tốt một chút, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện thì sao? Lâm Sư Huynh, từ lúc bắt đầu tu luyện đến bây giờ đã được bao lâu rồi? Lâm Nhất nghĩ nghĩ rồi trả lời, 2 năm. Như vậy là còn tính cả thời gian hắn làm kiếm nô nữa rồi, nếu không thì còn ngắn hơn nữa. Ha ha, như vậy không được rồi. Loại người như Vương Diễm. Lãnh mạch đa số đều từ lúc 6 tuổi đã bắt đầu tu luyện rồi, đến bây giờ ít cũng phải tu luyện hơn 10 năm trở lên. Chỉ cần không phải óc heo thì đều có thể đạt đến tiên thiên thất khiếu, cũng chỉ có cảnh giới huyền võ mới cần ngộ tính và tích lũy, chỉ dựa vào tài nguyên thì không thể đột phá được.
Lý Vô Ưu dừng lại một lát rồi nói tiếp, nếu như có phá huyền đan vô cùng chân quý thì dựa vào ngoại lực cũng không phải không thể đột phá huyền quan, tên Vương Ninh đó ta đoán có lẽ chính là dựa vào phá huyền đan. Huynh nghĩ thử mà xem, dưới tình huống này, Lăng Tiêu Kiếm Các không phải sẽ nhìn bọn họ với cặp mắt rất khác sao? Có cả đan dược thần kỳ như phá huyền đan sao? Tuyệt đối đừng coi thường nội tình của các đại gia tộc. Có điều đa số đều sẽ không lựa chọn phá huyền đan. Đột phá huyền quan là một loại đột phá thân thể từ trong ra ngoài của võ giả, giống như bươm bướm phá kén vậy, nếu chỉ dựa vào ngoại lực thì tiềm lực sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Lâm Nhất liếc nhìn Lý Vô Ưu một cái, mắt nhìn của người thiếu niên này thật ra cũng có chút bất phàm. E là bối cảnh cũng không đơn giản. Đợi đã, người không thể dùng đan dược là vì đại diễn tinh quyết yêu cầu thân thể không được để tạp chất đan dược làm ô nhiễm sao? Đúng, chỉ cần còn trong cảnh giới tiên thiên thì sẽ có yêu cầu như vậy. Vậy có lẽ ngươi có thể dùng viên đan dược này đấy, Lâm Nhất nhìn viên đan dược màu trắng bạc trong lòng bàn tay, khẽ nói. Thông qua tái tạo văn lộ đặc thù đó thì viên tiên thiên đan này gần như không có tạp chất tồn tại, hơn nữa trực tiếp bị công pháp hấp thu sẽ không ảnh hưởng đến thân thể. Thật sao, mắt Lý Vô Ưu sáng lên, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Ừ, ngươi tự suy nghĩ đi. Đưa viên đan dược cho đối phương xong Lâm Nhất không khuyên nhiều nữa. Viên đan dược màu trắng bạc này đối với hắn mà nói cũng rất quý hiếm, luyện chế một viên cần tiêu hao lượng lớn linh nguyên và tinh thần. 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, hắn mới miễn cưỡng luyện chế được 10 viên. Sau khi ra ngoài gần như không còn hình người nữa, cái giá phải trả rất lớn. Nếu như Lý Vô Ưu không muốn, đối với hắn mà nói tiết kiệm được một viên lại càng tốt. Nuốt vào một viên tiên thiên đan màu trắng bạc, Lâm Nhất xếp bằng ngồi xuống, chậm chậm nhắm mắt lại. Vốn định qua một thời gian nữa rồi mới luyện hóa tiên thiên đan. Chương 423, khổ tu. Nhưng Vương Ninh đó bức quá gắt gao, đừng nói đến tấn thăng trở thành đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các, có thể sống trở ra hay không cũng là một câu hỏi khó. Hiện tại, bất cứ thủ đoạn nào có thể gia tăng thực lực đều phải vội vàng dùng tới. Hắn phải nhanh chóng đột phá tiên thiên lục khiếu, thu hẹp khoảng cách với cảnh giới huyền võ. Đan được chìm vào trong nhụy hoa tử diên hoa. Dược lực hùng hậu mà tinh thuần, dựa theo vận chuyển của tử diên kiếm quyết lặng lẽ tản phát. Tu vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang chậm rãi gia tăng. Thời gian trôi đi, sau 2 canh giờ, Lâm Nhất liên tiếp luyện hóa 3 viên tiên thiên đan màu trắng bạc. Khí thế trên người hắn vô hình trung tăng cường lên rất nhiều. Loáng thoáng còn đã chạm tới cánh cửa tiên thiên lục khiếu. Đan dược cường đại quá. Lý Vô Ưu bên cạnh chứng kiến mà âm thầm kinh hãi. Mặc dù Lâm Nhất đã bị giam trong cảnh giới tiên thiên ngũ khiếu đã lâu, nhưng trong 2 tiếng ngắn ngủi, dùng 3 viên tiên thiên đan mà lại sắp đột phá rồi. Tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng cỡ này cũng khiến hắn ta cảm thấy giật mình. Vân vê trên tay viên tiên thiên màu trắng bạc, Lý Vô Ưu đột nhiên nhìn thấy hình dáng nhỏ xíu phía dưới đan dược, đây là tử diên hoa sao? Giống thật đấy, không phải, đây không phải là hoa, đây giống với... Hình tử diên hoa ở phía dưới đan dược khiến Lý Vô Ưu rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau trong lòng mới quyết định. Đại ca, nếu huynh lừa ta, thì đợi đại diễn tinh quyết của ta đột phá thành công, huynh coi như xong đời. Lý Vô Ưu mặt lộ vẻ thấp thỏm lo lắng, có chút ý tứ tráng sĩ quyết đoán, sau đó nhắm chặt mắt lại, cho viên đan dược vào trong miệng. Sau khi đan được vào miệng, như có một tảng đá rơi xuống bụng vậy, khiến sắc mặt Lý Vô Ưu vui mừng. Nơi đan điền của hắn ta chính là một mảng tinh đồ, có 3 khỏa hằng tinh chói mắt óng ánh. Xung quanh mỗi khỏa hằng tinh có vô số tinh thần tô điểm, tạo thành một vùng tinh hệ. 3 tinh hệ lớn trong tinh đồ cuồn cuộn hơn giống như một đôi mắt đang bùng cháy. Đan dược màu trắng bạc đắm chìm trong đó, vận chuyển theo đại diễn tinh quyết, dược lực bàng bạc điên cuồng tản phát ra. Xôn xao. Trong khoảnh khắc như có rất nhiều tinh thần dưới sự tẩm bổ của dược lực mà nhanh chóng sáng lên. Thật sự có loại đan dược thế này ư? Trong lòng Lý Vô Ưu không khỏi vui sướng, lập tức không còn một chút cố kỵ nào nữa mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển đại diễn tinh quyết. Lâm Nhất đã luyện hóa 6 viên tiên thiên đan màu trắng bạc, mở to 2 mắt ra, tinh quang trong mắt chợt lóe lên. Trên người bạo phát ra khí thế kinh thiên, dừng ở tiên thiên ngũ khiếu 2 tháng, hôm nay cuối cùng cũng đột phá rồi. Từ đó, lục đại khiếu huyệt bao gồm nhãn, nhĩ, khứu, khẩu, thủ, túc đều được mở ra. Chỉ còn lại tâm khiếu cuối cùng là chưa mở. Phun ra một ngụm chọc khí thật dài, Lâm Nhất siết chặt 5 đầu ngón tay, nhất thời có linh nguyên bàng bạc tuôn ra.
Mở thêm một khiếu nữa, độ dày linh nguyên trong cơ thể đã tăng lên hơn 50% có thừa. Có điều vẫn có chút không đủ, so với cảnh giới huyền võ thì cách biệt vẫn còn quá rõ ràng. Lâm Nhất thở dài, trên mặt không tỏ ra quá vui mừng. Trừ nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ dựa vào phá huyền đan như Vương Ninh gia, nếu đối mặt với bất cứ nhân tài yêu nghiệt cảnh giới huyền võ khác thì tỷ lệ thắng của hắn đều không quá 50%. Những lời nói vừa nãy của Lý Vô Ưu đã kích động hắn rất lớn. Những người này ít thì tu luyện 5-6 năm, nhiều thì trên chục năm, mặc dù nội tình của hắn có đủ, nhưng những thứ cần phải bù đắp vẫn còn rất nhiều. Rốt cuộc vẫn nuốt tiên thiên đan của ta. Ánh mắt thoáng nhìn, thấy Lý Vô Ưu đang nhắm mắt tu luyện, Lâm Nhất nở nụ cười thản nhiên. Chợt thấy, toàn thân Lý Vô Ưu tản phát ra tinh quang nhàn nhạt, thân thể như ngọc, dưới tinh quang đắm chìm trông có vẻ rất thanh nhã trang nghiêm. Thân thể quả thực trong suốt như ngọc, không nhiễm một hạt bụi nào. Nơi đan điền, thông qua thân thể xuyên thấu như ngọc có thể nhìn thấy một vùng ngân hà đang xoay tròn. Đại diễn tinh quyết này xem ra có liên quan rất lớn tới võ hồn của hắn ta. Sư, tinh quang toàn thân nhập thân thể của hắn ta khôi phục lại bình thường, Lý Vô Ưu mở hai mắt ra, khó giấu được vẻ hưng phấn, vui mừng nói, chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là ta đã mở được tâm khiếu rồi. Trời ơi, thật sự có loại đan dược này ư? Khi thấy biểu cảm cười như không cười của Lâm Nhất, hắn ta không khỏi mỉm cười ngại ngùng, ánh mắt lóe lên mặt tinh quang, trà sát hai tay, có vẻ hèn mọn nói, huynh xem đan dược này có thể tặng thêm vài viên cho tiểu đệ không? Vài viên? Lâm Nhất trừng mắt lườm hắn ta, đứng dậy nói, miễn đi. Ta cũng chỉ còn lại 3 viên thôi, nếu như tâm trạng tốt thì không chừng có thể tặng ngươi thêm 1 viên nữa. Đừng mà, Lý Vô Ưu vô tâm vô ý, cười nói như lấy lòng. Ban ngày hai người đều ở trong rừng, cẩn thận đi lại, tranh thủ khổ tu, đêm xuống lại cho huyết long mã ra ngoài liệp sát yêu thú, bổ sung khí huyết, tận hưởng mỹ thực. Bất chi bất giác, đã nửa tháng trôi qua trong khu rừng rậm u ám này rồi. Hiện giờ, đám người mới của Lăng Tiêu Kiếm Các đều trở nên cực kỳ cẩn thận trong rừng rậm u ám. Đối đầu lẫn nhau đã đến mức độ cực kỳ kịch liệt. Gần như đều bắt đầu hành động cướp đoạt, nếu không tốc độ tích lũy sao thực sự quá chậm. Nửa tháng, Lâm Nhất dựa vào 2 viên đan dược màu trắng bạc, cộng thêm tích lũy tự thân mà tu vi tiến triển cực nhanh. Về phần Lý Vô Ưu, dưới tình hình được Lâm Nhất tặng thêm 1 viên tiên thiên đan màu trắng bạc nữa thì đã trực tiếp đột phá cảnh giới tiên thiên thất khiếu. Lúc này, từ sâu trong rừng, một con quỷ giác man ngưu cảnh giới huyền võ đang 3 chân 4 cẳng lao như điên đuổi theo một vị thiếu niên. Chương 424, cứu người. Trên người nó có rất nhiều vết thương đang chảy máu. Lúc này nó đã rơi vào trạng thái cuồng bạo, tứ chi rậm ầm ầm trên mặt đất. Cây cối chọc trời xung quanh rung chuyển nghiêng ngả, lá bay dập trời. Chàng thiếu niên lưng đeo hộp đựng kiếm bị con man ngưu cảnh giới huyền võ truy đuổi suốt chặng đường không hề tỏ ra luống cuống hay sợ hãi. Đột nhiên thiếu niên dừng bước. Quỷ giác man ngưu chứ danh ngang tàng, mạnh mẽ sắp tấn công thiếu niên thịt nát xương tan. Thiếu niên lưng đeo hộp đựng kiếm chợt xoay người, vung ra 2 quyền. Long phi hổ khiếu. Khí thế cuồng bạo nặng như núi bộc phát từ người thiếu niên, song quyền diễn hóa thành thế rồng hổ, lần lượt tấn công lên cơ thể to lớn của quỷ giác man ngưu. Rầm, rầm. 2 tiếng động lớn vang lên, quỷ giác man ngưu khổng lồ bị đẩy lùi bay ngược ra xa. Chết! Trên cây cổ thụ gần đó, một thiếu niên khác đã mai phục sẵn, một nhát kiếm đáp xuống dưới bầu trời đầy sao. Rắc! Kiếm quang sắc bén lóe lên. Quỷ giác man ngưu đang bay trong không trung lập tức bị chém làm đôi. Không cần phải nói, 2 thiếu niên này đương nhiên là Lâm Nhất và Lý Vô Ưu. Nửa tháng qua, 2 người phối hợp ăn ý, cùng với sự trợ giúp của huyết long mã, hiện tại họ đã có thể giết được yêu thú cảnh giới huyền võ bình thường. Cộp cộp cộp, huyết long mã cười khanh khách, nhảy ra đúng lúc, nuốt trọn yêu đan của quỷ giác man ngưu. Lý Vô Ưu nhìn Lâm Nhất, bất đắc dĩ bảo, cơ thể này của huynh thật cường hãn. Không dám tưởng tượng nếu đột phá đến cảnh giới huyền võ thì sẽ tới mức nào. Ngươi không cần phải hâm mộ điều này, chắc chắn ngươi không thể luyện được lôi viêm chiến thể, mà lôi viêm chiến thể hoàn mỹ lại càng đừng mơ. Lâm Nhất thản nhiên cười, đánh về phía Lý Vô Ưu. Lý Vô Ưu cười khà khà, đương nhiên biết tu luyện cơ thể này cần phải trả cái giá thế nào. Hắn ta không phản bác, chuyển chủ đề, đây là con thứ 7 rồi nhỉ. E là càng về sau sẽ càng khó đi. Khảo nghiệm lần này của Lăng Tiêu Kiếm Các có 2 yêu cầu, ngọc bội phải có 4 sao và ra được khỏi khu rừng.
mà khu rừng âm u này càng đi sâu càng có cảm giác nguy hiểm, họ mới chỉ đi được một nửa, hầu như chỉ toàn đối mặt với yêu thú cảnh giới huyền võ, không thể lẩn tránh. Nếu chẳng may gặp phải cả bầy yêu giới cảnh giới huyền võ thì sẽ cực kỳ rắc rối. So với yêu thú, theo sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, những đòn ra tay của đồng loại càng khó đối phó hơn. Thủ đoạn của Lăng Tiêu Kiếm Các thật cao minh. Con đường thí luyện này cũng như một cái sàng, thực lực của ai còn thiếu sót thì sẽ bị loại bỏ toàn bộ. Hai người đang xử lý thi thể của quỷ giác Man Ngưu, Lâm Nhất chợt khựng lại, nói nhỏ, hình như có động tĩnh. Lý Vô Ưu gật đầu, ta cũng nghe thấy, qua xem đi. Loạt xoạt, hai người bay vút lên không trung, cẩn thận ẩn mình giữa những tán cây cổ thụ, không lâu sau thì có phát hiện. Lý Vô Ưu sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, sư huynh, gặp người quen. Đó là đám người Lịch Khiếu Thiên, không biết bọn họ xui xẻo thế nào mà lại bị một bầy thiết cốt ma lang cảnh giới huyền võ bao vây. Trong khu vực trống trải phía trước, hơn 20 con thiết cốt ma lang toàn thân đen kịt xếp thành một vòng tròn. Trong lúc chạy, bụi cuốn lên mù mịt, bao vây kín đám người Lịch Khiếu Thiên. Thi thoảng sẽ có con thiết cốt ma lang đột nhiên rời khỏi đội rồi lao đi. Tu vi thấp nhất của thiết cốt ma lang cũng đã là cảnh giới huyền võ, nó nhào tới với tốc độ nhanh như chớp, sức mạnh ẩn chứa trong móng vuốt có thể xé đôi người chỉ trong một cú vồ. Đám người Lịch Khiếu Thiên lộ vẻ tuyệt vọng, tựa lưng vào nhau, liều mạng chống cự. Trên mặt đất đã có vài xác chết, tất cả đều vừa mới chết không lâu. Nhưng những con thiết cốt ma lang này dưới sự chỉ huy của Lang Vương rất có kỷ luật, không con nào lao vào xác chết. Trên một con dốc cách đó không xa, một con Lang Vương cao gần 2 mét ngồi xổm trên mặt đất, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nhóm Lịch Khiếu Thiên đang bị bao vây. Thi thoảng sẽ có vài tiếng hú dài, những con ma lang đang chạy tới lập tức đảo ngược hướng chạy. Đám Lịch Khiếu Thiên muốn đột phá vòng vây nên chặn từ trước. Tên này thật xui xẻo. Trên cành cây, Lâm Nhất sờ mũi, nhẹ giọng nói. Một khi thiết cốt ma lang xác định mục tiêu thì sẽ âm thầm theo dõi trong thời gian rất dài, đến khi chúng tấn công thì chỉ có đường chết. Nhóm ma lang cực kỳ tinh danh, không hề dễ dàng ra tay, vô cùng kiên nhẫn. Nhưng một khi đã ra tay thì khí thế cực kỳ mạnh mẽ, chặn hết tất cả các đường. Thậm chí chúng còn sử dụng mưu kế để dụ võ giả loài người đi về phía vòng mai phục đã được bố trí từ trước. Huynh định cứu không? Lý Vô Ưu hờ hững hỏi. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, trầm ngâm đáp, nể mặt Hân Nghiên sư tỷ, cứu đi. Chúng ta tấn công Lang Vương, trong vòng 3 chiêu mà không giết được nó thì lập tức chạy, không được dây dưa. Nếu Hân Nghiên sư tỷ biết danh ngạch hạt giống mà tỷ ấy chọn đều bị diệt sạch, chắc chắn tỷ ấy sẽ rất buồn. Nhưng họ chỉ có hai người, nếu trong vòng 3 chiêu mà không giết được Lang Vương thì chỉ có đường chờ bầy lang tấn công ngược lại. Một khi bị bao vây thì người bị chết chắc chắn là hắn và Lý Vô Ưu. Cứu người quan trọng, nhưng mạng mình còn quan trọng hơn. Được, nghe huynh. Hai người lên kế hoạch, suy nghĩ trước tất cả các khả năng ngoài ý muốn có thể xảy ra rồi mới hành động. Ta đi trước. Lý Vô Ưu khẽ nhúc nhích, che giấu khí tức, đi về phía sau lưng thiết cốt Lang Vương. Lý Vô Ưu vừa đi, tử diên hoa trong đan điền của Lâm Nhất cũng lặng lẽ nở. Khi 33 cánh hoa màu tím nở hết, linh nguyên tiên thiên dồi dào trong cơ thể sôi trào dữ dội. Đừng thấy Lâm Nhất nói đơn giản, thực tế không thể coi thường. Chương 425, Diệt Lang Vương. Thực lực của thiết cốt Lang Vương cực kỳ đáng sợ, có thể sánh ngang với nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ có thể ngưng tụ một luồng huyền mạch. Chiêu. Trong mắt hiện lên một đốm lửa, chậm rãi dâng cao, đồng thời lôi viêm chiến thể được kích hoạt. Thiết cốt Lang Vương ở trên sườn dốc cao như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhất, sau đó ngờ vực nhìn hắn. Long hổ sinh huy. Khoảnh khắc nó quay đầu thì Lâm Nhất bước ra từ trong trà cây rồi nhảy lên không trung. Ngay sau đó, uy áp trên người không ngừng tăng lên, khí thế tiên thiên thất khiếu đánh úp đến chỗ nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Dưới sự kết hợp của nhu và cương, nhu kình dưới lòng bàn chân không ngừng vận hành như đang dạo bước trong hư không. Khoảng cách mấy trăm mét rất là ngắn. Chỉ trong thoáng chốc, uy lực trên người hoàn toàn bao phủ cả người thiết cốt Lang Vương. Thiết cốt Lang Vương gầm lên một tiếng, đàn sói bao vây tấn công đám người Lịch Khiếu Thiên đáp lại tiếng gầm đó rồi điên cuồng chạy về. Bất diệt kim cương ấn. Đến khi sức lực cạn kiệt sắp rơi xuống đất, hai tay Lâm Nhất kết ấn. Linh khí dồi dào trong người ngưng tụ lại ở giữa hai bàn tay. Sức mạnh cuồn cuộn giữa 10 ngón tay giống như núi lửa sắp phun trào.
Lâm Nhất không do dự đập mạnh bất diệt kim cương ấn này xuống. Hai móng vuốt cuồng bạo của Thiết Cốt Lang Vương ẩn chứa sức mạnh yêu thú cực kỳ mạnh, còn mang theo trận gió lớn kinh thiên động địa. Trong tiếng gào thét của cuồng phong, Thiết Cốt Lang Vương không hề né đòn mà cố chấp dựa vào móng vuốt sắc nhọn để đón đỡ lấy sức mạnh mang tính bạo phát của bất diệt kim cương ấn. Lang Vương gầm lên trong dao động năng lượng đáng sợ đó, tứ chi dậm mạnh xuống. Như thể có một tia chớp màu đen lao tới, không ngờ nó lại muốn giết chết Lâm Nhất. Nhưng nó quả thật có sức mạnh này, nếu bị móng vuốt của nó đánh trúng thì dù Lâm Nhất không chết, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Thấy Thiết Cốt Lang Vương lao đến, tà khí mạnh mẽ ập đến nhưng Lâm Nhất đang từ từ đáp xuống lại không hề sợ hãi. Bịch bịch bịch, bàn chân hắn vừa chạm xuống đất là đã điên cuồng chạy không ngừng. Có sự biến hóa khôn lường giữa các bước chân, long uy gào thét lúc ẩn lúc hiện. Đến khi đi hết 9 bước vừa lúc hóa ra cảnh tượng rồng cuốn hổ chồm, nuốt chửng núi sông. Khí thế ngút trời cộng thêm bất diệt kim cương ấn, Lâm Nhất đánh ra một quyền trong tiếng gào thét tức giận. Rầm! Thiết Cốt Lang Vương nhanh như chớp đánh một đòn đến, Lâm Nhất khai triển long hành hổ bộ bị đánh cho văng ra ngoài. Sau khi đáp đất, hắn còn lăn vài vòng. Khí huyết trong cơ thể Lâm Nhất bạo phát. Ngũ tạng đảo lộn, cả cánh tay phải đều tê lại suýt thì không dùng được nữa. Sức cũng lớn đấy. Hắn trầm giọng nói, cả người Lâm Nhất khẽ run nhưng chân lại không hề nhúc nhích. Ưu thế mạnh mẽ mà lôi viêm chiến thể mang đến được phát huy một cách hoàn hảo vào lúc này. Lang Vương vùng vẫy đứng dậy, gầm mấy tiếng, sau đó vừa định lao đến chỗ hắn thì cảm nhận được có gì đó không ổn. Xoay người lại nhìn thì thấy một bầu trời sao mênh mông, trong đó có ba thiên hà sáng như lửa. Trong giải ngân hà rộng lớn này như có một đôi mắt thần rực cháy đang nhìn nó chằm chằm. Hê hê, giờ ngươi mới nhận ra đã muộn rồi. Sao chiếu trăng rơi, kiếm chém cửu u. Trong ánh sao đầy trời, Lý Vô Ưu hét lên một tiếng trong ánh nhìn chằm chằm như thiêu đốt đó, đắm mình trong ánh sao, một nhát kiếm đó như rơi xuống từ 9 tầng mây. Thiết Cốt Lang Vương vừa giãy giụa đứng lên, còn chưa kịp phản ứng thì bị kiếm này cắt cổ. Cạch! Nhưng không ai ngờ kiếm cắt vào cổ nửa tấc thì một âm thanh rõ to như kim loại ngăn lại nhát kiếm tất chết này. Máu bắn ra từ cổ Lang Vương, Thiết Cốt Lang Vương không hề nương tay đánh móng vuốt về phía ngực Lý Vô Ưu trong cơn đau đớn. Phụt, máu trào ra từ miệng Lý Vô Ưu, ngay sau đó huyết long mã lao ra nhanh như chớp. Ngay khi Thiết Lang Vương định đánh đòn thứ hai thì huyết long mã đã tung một cước đá vào đầu nó một cú, sau đó lại giẫm mạnh lên, giẫm nó dưới chân rồi chà đạp. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Lý Vô Ưu lau vết máu, ngẩng đầu lên hoảng sợ thất thanh nói ca, đàn sói đến rồi. Lâm Nhất xoay người, hơn 20 con Thiết Cốt Ma Lang quay về phòng thủ điên cuồng lao về phía hắn. Muốn chết, hai luồng kiếm mang bắn ra từ các đầu ngón tay. Trong tiếng nổ chói tai như sấm, hai con Thiết Cốt Ma Lang xoay vòng trên không trung, dưới tình huống đó chúng lại tông vào mấy con Ma Lang. Cử động cánh tay phải hơi tê, Lâm Nhất khẽ run. Mở vỏ kiếm sau lưng ra. Giữa những cánh hoa tường vi đầy trời, hắn giơ tay nắm chặt lấy táng hoa kiếm. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rung lên, thân kiếm được kiếm ý bao phủ ngưng tụ thành kiếm ý vô cùng sắc bén, sau đó đâm ra 9981 đường kiếm mang, cuồng phong nổi lên, kiếm ảnh trùng lên nhau. Một tiếng sấm bỗng vang lên. Trong khi ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nhất đâm liên tục 3 nhát, mỗi một nhát kiếm đều chứa 81 tia kiếm khí. Tưởng chừng chỉ có 3 nhát nhưng thật ra có hàng trăm kiếm quang trùng nhau. Mang theo thế kiếm mạnh mẽ, hàng trăm kiếm quang lao đến. Bịch bịch bịch, đàn sói chạy đến lập tức bị một kiếm quang đến chúng văng ra ngoài, tình hình bỗng chốc trở nên loạn xạ. Đến khi đàn Thiết Cốt Ma Lang này không quan tâm đến vết thương trên người, bò dậy lần nữa. Lang Vương đã chết, còn không mau cút đi. Một tiếng quát vang lên, cũng mặc kệ đám Thiết Cốt Lang này có nghe hiểu không. Lý Vô Ưu cầm đầu Lang Vương lên, cưỡi huyết long mã chạy đến, sau khi đến gần thì vung mạnh tay một cái. Đầu con sói rơi xuống đất, máu chảy ròng ròng, đàn sói gào thét thảm thiết, sau đó ngậm lấy đầu con sói kia rồi đi mất. Cách đó không xa, đám người Lịch Khiếu Thiên vừa thoát nạn nhìn thấy cũng há hốc miệng, không thể tin được. Chỉ có hai người đã đuổi được đàn sói mà phải gọi là tuyệt vọng với họ. Nhất là Lịch Khiếu Thiên, vẻ mặt liên tục thay đổi, có thể gọi là biểu cảm rất thú vị. Nửa tháng trước, hắn ta còn nghĩ giả vờ không thấy hai người, sau khi bị Lý Vô Ưu gọi lại cũng vô tình từ chối đối phương. Có thế nào cũng không ngờ, nửa tháng sau hai người này lại ra tay cứu hắn. Chương 426, không chừa đường sống.
Lang Vương đã chết, đám sói còn lại cũng bỏ chạy tan tác, thế là coi như cũng đã giải quyết được rắc rối. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn Lý Vô Ưu trên lưng huyết long mã, vết thương trước ngực rất rõ ràng. Vết thương đó là do thiết cốt Lang Vương cào trúng. Lâm Nhất từng giao đấu với Lang Vương, đến bây giờ vết thương trên cánh tay phải vẫn còn tê dại, chưa hết hẳn. Hắn biết rất rõ cú cào đó nguy hiểm đến mức nào. Lâm Nhất không kiềm được mà hỏi với vẻ trách móc, cái tên nhóc nhà ngươi, đã bị thương rồi mà còn làm ra vẻ cái gì nữa, mau xuống đây. He he, Lý Vô Ưu cười hì hì, nghĩ lại cảm giác cầm đầu Lang Vương trên tay, quất ngựa phóng nhanh lúc nãy, hắn ta thấy thật sự rất huy phong. Có điều hắn ta không thể không nghe lời của Lâm Nhất, hắn ta mỉm cười và nói, lần này may mà có Tiểu Hồng, nhờ đá cú vào giây phút quan trọng đó, nếu không thì toang thật rồi. Hai người họ đã lập kế hoạch rất lâu, tính toán đủ các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng kế hoạch chu toàn thế nào thì vẫn có chỗ sơ suất, hai người họ không ngờ được xương cổ của Lang Vương lại cứng đến như thế. Huyết Long Mã tiến về trước, ngậm một viên yêu đan, đưa đến trước mặt Lâm Nhất. Sát khí của viên yêu đan đó rất nặng, màu đỏ thắm như ngọc, ánh sáng có thể xuyên thấu, có chứa khí tức đáng sợ đến kinh người. Huyết Long Mã biết đấy là yêu đan của Lang Vương, không phải thứ bình thường. Thường ngày nó hay dành ăn nhưng đến lúc quan trọng thì Huyết Long Mã vẫn rất tỉnh táo. Đúng là đã đánh giá hơi thấp Lang Vương này rồi. Lâm Nhất nhận lấy yêu đan, rồi chơi đùa trong tay. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã đánh giá thấp đám thiết cốt ma lang đó, nếu không phải vào phút chót, Lý Vô Ưu kịp thời chạy đến, cầm theo đầu của Lang Vương thì đám sói đó sẽ vẫn bám giết không tha, một khi chúng vây chặt lấy hắn thì sẽ có chuyện ngay. Cho người này, suýt chút nữa mà mất mạng rồi còn gì. Lâm Nhất khẽ cười, đưa viên yêu đan quý giá của Lang Vương cho Lý Vô Ưu. Ta lấy thứ này làm gì? Bây giờ tu vi của huynh đang tăng đột biến, đúng lúc đang cần để thúc đẩy thêm. Lý Vô Ưu tùy tiện xử lý vết thương trên người và từ chối một cách không do dự. Soạt, soạt, soạt. Tiếng bước chân vang lên, Lịch Khiếu Thiên dắt theo một đám người chạy đến với vẻ mặt xấu hổ. Dù cho trong lòng hắn ta có phân vân thế nào đi nữa thì cũng không thể nào bỏ đi cho xong chuyện được. Có nói thế nào thì hai người này cũng từng cứu hắn ta một mạng, vẫn cần phải đến nói tiếng cảm ơn mới được. Bọn họ bị đàn thiết cốt lang vây chặt nên họ biết rất rõ chúng đáng sợ như thế nào, nhìn Lâm Nhất và Lý Vô Ưu chỉ vung tay là có thể giải quyết được Lang Vương dễ dàng vậy thôi, chứ hắn ta biết rất rõ bên trong nguy hiểm đến mức nào. Càng như thế thì càng khiến hắn ta cảm thấy hổ thẹn, hắn ta cố gắng nói cảm ơn hai người đã ra tay cứu giúp. He he, xưng hô gì xa lạ thế, chúng ta cũng xem như đều là người của sư tỷ Hân Nghiên, gọi là sư huynh đệ thì cũng không quá đáng chứ nhỉ. Lý Vô Ưu không có thiện cảm với Lịch Khiếu Thiên, nhìn thấy đối phương bước qua thì đương nhiên không tránh khỏi chuyện nói lời châm biếm. Lịch Khiếu Thiên cười đau khổ, tự biết mình sai, Lâm sư huynh, Lý sư huynh. Ai là sư huynh của ngươi chứ? Bọn ta không dám trèo cao đâu. Lý Vô Ưu rất thù dai, lúc đầu hắn ta chủ động lên tiếng muốn chào hỏi Lịch Khiếu Thiên, kết quả đối phương không thèm để ý đến mình khiến hắn ta tức đến suýt thổ huyết. Bây giờ có cơ hội thì đương nhiên hắn ta phải trả đũa lại cho đã thôi. Lịch Khiếu Thiên liền tỏ vẻ bối rối, đám người phía sau cũng không biết nói gì. Không còn cách nào, là mình không coi người khác ra gì trước, mắc phải lỗi lầm lớn rồi, thế thì làm gì còn dám mong chờ đối phương vui vẻ với mình. Lịch huynh à, tính khí tên nhóc là vậy đó, đừng để ý đến nó. Sao các huynh lại bị đàn sói bao vây thế? Lâm Nhất thấy vậy thì liền nói đỡ. Lịch Khiếu Thiên thở phào, khẽ than thở, chỉ tại ta tham lam, trúng kế của đám súc sinh đó, nguyên nhân bên trong thì không cần phải nói nữa. Thật sự xin lỗi vì chuyện trước đây. Trước khi vào Lăng Tiêu giới, sư tỷ Hân Nghiên đã từng dặn dò bọn ta phải quan tâm hai người, nhưng lúc đó... Lâm Nhất biết hắn ta muốn nói gì. Chắc chắn là vì Lâm Nhất đã gây thù oán quá sâu đậm với hai huynh đệ Vương Diễm, hắn ta sợ gần gũi với hắn quá thì đến bản thân cũng bị vạ lây. Vậy cũng chẳng có gì, con người ai chẳng vậy. Có điều, trong lòng hắn cũng có tính toán, người đối xử với ta thế nào thì ta sẽ đối xử với người thế ấy thôi. Hắn có thể nể mặt sư tỷ Hân Nghiên cứu đối phương một lần nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Lý Vô Ưu dám bất chấp áp lực từ phía hai huynh đệ Vương Diễm, đứng về phía hắn. Vậy thì sẽ là huynh đệ chí cốt của hắn, sau này chỉ cần cần đến hắn thì dù cho có là núi đao hay biển lửa thì hắn cũng sẽ không từ chối. Đấy là sự khác biệt. Lịch huynh không cần phải nói thêm nữa,
Ta có thể hiểu được, Lâm Nhất cười thản nhiên, không cho đối phương nói thêm nữa. Sự rộng lượng của hắn vừa khiến Lịch Khiếu Thiên cảm thấy nhẹ nhõm vừa khiến hắn ta cảm thấy xa cách. Hai sư huynh đệ cẩn thận một chút, dạo này ta có nhìn thấy người của Vương Diễm đi lại khắp nơi, dường như đang liên hệ với các cao thủ cảnh giới huyền võ trong Lăng Tiêu giới, không biết đang muốn làm gì. Lịch Khiếu Thiên liếc nhìn hai người họ rồi chắp tay chào tạm biệt. Sau khi đám người đó đi khỏi, Lý Vô Ưu liền nói, cần gì phải vui vẻ với cái đám chỉ biết đến lợi ích đó chứ. Lâm Nhất không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì. Hắn nhìn viên yêu đan của Lang Vương trong tay rồi hạ giọng nói, có viên yêu đan này thì nói không chừng ta có thể thông được tâm khiếu. 8 viên tiên thiên đan màu trắng bạc, cộng thêm rất nhiều yêu đan đã luyện hóa được trong nửa tháng trở lại đây nữa, tu vi của Lâm Nhất đã tăng vượt bậc. Sau khi tăng lên đến tiên thiên lục khiếu thì vẫn tiếp tục tăng thần tốc. Việc này khiến có thể chắc chắn mình có gân cốt của linh thể thất phẩm. Dù cho cả ngàn người mới đều có tư chất cực kỳ tốt thì với gân cốt của linh thể thất phẩm, những người có thể vượt mặt hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lý Vô Ưu cười và nói, mặc dù khu rừng tăm tối này có rất nhiều nguy hiểm nhưng nó lại rất phù hợp để tu luyện cảnh giới tiên thiên, e rằng đây cũng là một thủ đoạn rèn luyện của Lăng Tiêu kiếm các. Lâm Nhất nghĩ cũng đúng, đổi lại là chỗ khác thì thật sự không có nhiều yêu đan có chất lượng tốt như thế này. Có điều, tiền đề là phải có năng lực để săn bắt, nếu không thì chỉ có một chữ chết mà thôi. Lâm Nhất cất yêu đan xong rồi mỉm cười và nói, ăn chút gì trước đã, sau đó thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Lý Vô Ưu nhìn xung quanh, nhìn xác của ma lang chất đầy mặt đất rồi nhìn lên cái xác không đầu của Lang Vương. Bất giác hắn ta liếm môi, mỉm cười và nói, hôm nay ăn thịt Lang Vương này đi, con súc sinh này rất mạnh mẽ, e rằng khí huyết cũng rất sung mãn, đầu to thế này thì chắc chắn thịt của nó sẽ cực kỳ ngon. Chương 427, xây dựng lực lượng. Huyết Long Mã nhích hai lỗ tai, phóng đi thật nhanh rồi nhanh chóng tha cơ thể to bự của Lang Vương về lại. Ha ha ha, chỉ có Tiểu Hồng hiểu ta. Lý Vô Ưu cười to ha ha, tiến về trước vỗ nhẹ Huyết Long Mã, sau đó thì nhìn Lâm Nhất chằm chằm. Mấy ngày này, với tài nghệ nấu ăn của Lâm Nhất, mặc dù hắn ta và Huyết Long Mã đã trở thành mấy tên háu ăn chính hiệu, không từ thứ gì, nhưng cũng vẫn rất kén chọn. Thôi được, mặc dù xử lý con Lang Vương này hơi rắc rối chút. Khi thấy Lâm Nhất gật đầu đồng ý thì Lý Vô Ưu và Huyết Long Mã đều hớn hở, nhảy cẫng cả lên. Lâm Nhất cười khổ, lắc đầu, hai tên dở hơi này đã thành một đôi mất rồi. Ở một nơi kín đáo trong khu rừng u tối. Hắc hỏa nha đậu đầy trên một cây cổ thụ cao chọc trời, những cặp mắt màu đỏ máu trong khu rừng u tối trông rất đáng sợ. Có tiếng sáo mê hoặc lòng người réo rắc trong không gian, vừa du dương vừa ai oán. Chúc mừng Mạc Huynh! Cuối cùng thì vết thương cũng đã hồi phục rồi. Dưới cây cổ thụ chọc trời, Vương Ninh và Lãnh Mạch cùng tiến về trước, nở nụ cười nhìn về Mạc Thanh Vân đang thổi sáo. Mạc Thanh Vân thả sáo sương xuống, vẻ mặt thoải mái, hắn ta nhẹ nhàng nói, có gì đáng vui đâu, suýt chút bị người ta hủy đi võ hồn rồi. Vương Ninh cười nhạt, nói, không gấp, Mạc Huynh sẽ trả lại cho hắn gấp đôi nhanh thôi. Tên Lâm Nhất đó thật sự khó giết đến vậy sao? Chẳng qua chỉ là một tên vô dụng cấp tiên thiên ngũ khiếu thôi, dù cho hắn nắm giữ kiếm ý bán bộ thì chắc cũng không phải là đối thủ của cấp huyền võ đâu nhỉ. Ngoài ba người Vương Ninh ra thì còn có ba người khác ở đó nữa. Thanh niên đang lên tiếng tên là Phong Hạo Vũ, cũng là một cao thủ cấp huyền võ, có tu vi tương đương với Lãnh Mạch, ngưng tụ được một huyền mạch, thực lực rất mạnh. Còn về hai người còn lại, đó là Hàn Mạc và Hàn Phong, họ là anh em họ, là người nhà họ Hàn ở quận Tần Thiên. Cũng có thể nói là phú hộ một phương, nhưng không bằng bốn tông tộc lớn, thế lực cũng không mạnh lắm. Ba người họ là do Vương Ninh dùng thủ đoạn mời về. Vương Ninh quay lại nhìn Phong Hạo Vũ rồi bình thản nói, nửa tháng không gặp, chắc tên nhóc đó đã đột phá lên tiên thiên lục khiếu rồi. Có điều, những thứ đó đều là chuyện nhỏ, chỗ mạnh nhất của hắn là cơ thể và quyền pháp lợi hại, nếu ta không nhìn nhầm thì chắc là Long Hổ Quyền. Long Hổ Quyền. Hắn ta vừa nói ra thì ba người Phong Hạo Vũ liền tỏ vẻ kinh ngạc. Trong nước Đại Tần thì Long Hổ Quyền có uy danh khá lẫm liệt, được cho là không có địch thủ. Mặc dù không được hoàn chỉnh nhưng khi được lưu truyền trong phạm vi nước Tần thì có rất ít người có thể tu luyện thành công Long Hổ Quyền. Lãnh Mạch nói tiếp, tên nhóc đó còn có một đồng bọn, không phải là nhân vật lớn gì nhưng võ hồn của hắn ta lại vô cùng cổ quái, cũng khá khó xử lý. He he. Nhưng hắn ta đã đắc tội với Vương Nhị Thiếu thì dù không muốn chết cũng không được.
Tiếng cười sảng khoái vang lên giữa rừng cây, đàn hắc hỏa nha đậu trên cây cổ thụ cũng cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Chúng kêu lên quạc, 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 khu rừng đột ngột đầy tiếng hắc hỏa nha kêu. Một bóng người chậm chậm bước ra từ trong bóng tối, hắn ta mặc áo xanh dài tay, dáng vẻ anh tuấn, phi phàm, tay cầm một thanh kiếm, bước từng bước đến. Hoàng Phủ Tịnh Hiên. Những người ở đó nhìn thấy người này thì sắc mặt liền thay đổi. Hoàng Phủ Tịnh Hiên đã nổi tiếng ở quận Tần Thiên từ lâu, mấy người ở đó đều xuất thân từ nhà có gia thế nên đều biết về hắn ta. Trong những người mới của Lăng Tiêu Kiếm các kỳ này, thực lực của hắn ta cũng được xếp trong ba hạng đầu. Vương Ninh mỉm cười và nói, ta muốn hắn chết thì hắn còn có chút hy vọng sống, nhưng nếu Hoàng Phủ Huynh ra tay thì hắn chỉ có giá chết thôi. Hoàng Phủ Tịnh Hiên lạnh lùng nói, giết một tên tiên thiên ngũ khiếu để nhận 10 viên đại huyền đan của ngươi, vụ làm ăn này không lỗ. Nhưng ta nghe nói, quan hệ của tên này với sư tỷ Hân Nhiên không đơn giản, nếu như bị truy cứu, thì đại ca của ngươi có thể che chở được cho bọn ta không? Mấy người còn lại cũng hướng mắt nhìn về Vương Ninh. Không cần phải nói nhiều, Vương Diễm chắc chắn sẽ bảo vệ cho em trai của mình, dù cho hắn ta có gây ra họa tài trời thế nào đi nữa thì cũng không sao cả. Nhưng quan hệ của mấy người bọn họ với Vương Diễm thì lại chưa gắn bó được đến mức độ đó. Trong Lăng Tiêu Kiếm Các, Hân Nhiên được xưng là đệ nhất mỹ nữ, nhưng cô ta lại nổi tiếng với một biệt danh khác, đó là Hoa Hồng Máu. Hoa hồng có gai, trên gai dính máu, mặc dù hoa hồng đẹp nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chọc vào. Cô ta xinh đẹp nên thường có nhiều đệ tử để ý, nhưng những người có ý xấu với cô ta thì đều phải chết cực kỳ thê thảm. Trong Lăng Tiêu Kiếm Các, không thể nói chắc được đệ tử nào có thực lực mạnh nhất nhưng nếu như nói đến người giết người nhiều nhất thì nhất định không có ai ngoài Hân Nhiên. Cô ta không chỉ có thực lực rất mạnh mà trong tông môn, cô ta còn có khả năng hiệu triệu khá lớn. Vương Ninh nhích nhẹ khóe miệng, cười và nói, yên tâm đi, tên Lâm Nhất đấy chỉ là một võ hồn vô dụng mà thôi, ta có thể chắc chắn hắn ta không thể nào dùng đến võ hồn. Ta không tin Hân Nhiên sẽ vì một tên vô dụng mà chịu đắc tội với nhiều người như thế. Hắn ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp, ra tay với hắn trong Lăng Tiêu giới này là thích hợp nhất, luyện tập mà, đương nhiên không thể tránh khỏi thương vong rồi. Ngươi chắc chắn võ hồn của hắn vô dụng chứ? Hoàng Phủ Tịnh Hiên nhìn sang Vương Ninh, chau mày và hỏi. Vương Ninh mỉm cười và nói, trước đây khi ở Thanh Dương giới, hắn bị cả trăm người vây đánh mà vẫn không dùng đến võ hồn. Nửa tháng trước, hắn thả bỏ thân phận danh ngạch hạt giống chứ cũng không chịu dùng đến võ hồn. Trước đây, khi bị bọn ta vây đánh, đứng trước giờ phút sinh tử, hắn cũng vẫn không dùng đến võ hồn. Ta có thể làm chứng, Mạc Thanh Vân cầm sáo bằng xương, chen miệng vào. Lãnh Mạch gật đầu, nói chuyện này ta cũng làm chứng được. Những người còn lại nhìn nhau, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa. Nếu như đã là võ hồn bỏ đi thì giết chết cũng thế thôi, dù cho Hân Nhiên có muốn quản thì tông môn cũng sẽ bảo vệ bọn họ. So với một tên có võ hồn bỏ đi đã chết thì bọn họ có giá trị với kiếm các hơn nhiều. Hoàng Phủ Tịnh Hiên mỉm cười và nói, vậy thì nghe theo dặn dò của cậu hai vương vậy, lúc nào ra tay đây? Không gấp. Đợi người đến đông đủ rồi nói, Mạc Huynh đã hồi phục lại rồi, lúc nào muốn tìm tên kiếm nô Lâm Nhất đó cũng được. Hai huynh đệ Hàn Mặc, Hàn Phong nghe thấy vậy thì trong lòng thầm thấy kinh ngạc. Bất cứ người nào trong số 7 cao thủ cấp huyền võ có mặt ở đó cũng đều có thể một mình giết chết Lâm Nhất. 7 người họ liên thủ với nhau thì dù Lâm Nhất có mọc cánh cũng khó thoát được, nhưng không ngờ đến vậy mà Vương Ninh vẫn chưa chịu thôi. Lẽ nào hắn ta muốn triệu tập hết tất cả các cao thủ cấp huyền võ trong đám học viên mới kỳ này sao? Tông tộc Vương thì đúng thật là có khả năng làm việc đó. Vậy thì xem ra, Vương Ninh không định trừ lại đường sống cho Lâm Nhất rồi. Chương 428, khai mở tâm khiếu. Trong rừng rậm u ám, dưới ánh lửa sáng ngời, một người một ngựa vui vẻ ăn thịt lang vương. Tuy thịt lang vương nhiều mỡ nhưng lại vô cùng dai, lửa bình thường khó mà nướng chín được. Muốn chế biến thật không dễ dàng chút nào. Vì nướng chín thịt lang vương mà Lâm Nhất đã phải dùng đến Tử Diên Thánh Hỏa. Dùng hỏa diễm xếp hạng thứ 50 trong thiên địa kỳ hỏa bảng để nướng thịt, việc này e cũng chỉ có Lâm Nhất mới dám làm. Nhưng không thể không nói, hiệu quả lại rất tốt. Tử Diên Thánh Hỏa trong tay Lâm Nhất có thể điều khiển tùy ý, lại nói, hỏa diễm thuộc tính âm nên cũng không lo làm cháy khét thịt. Vừa điều khiển ngọn lửa, Lâm Nhất vừa nêm nếm gia vị và muối. Đảm bảo mỗi một thớ thịt lang vương đều được tẩm gia vị kỹ lưỡng, khiến cho từng giọt mỡ tinh túy rỉ ra ngoài.
Mỡ vàng óng hòa cùng gia vị của Lâm Nhất khiến miếng thịt được nướng trong Tử Diên Thánh Hỏa phủ lên một lớp vàng óng ánh, vô cùng hấp dẫn. Khi thịt chín, mùi thơm ngào ngạt cùng vị cay đặc trưng lan tỏa khắp nơi, còn có lớp da vàng giòn bắt mắt. Lâm Nhất còn chưa cắt thịt ra mà Lý Vô Ưu và Huyết Long Mã đã sớm chảy nước miếng ròng ròng. Lúc này đây, một người một ngựa ăn vui đến quên trời quên đất. Thỉnh thoảng, bưng thịt lang vương trong tay, bọn họ liếc nhìn nhau rồi bất chợt cười rộ lên. Mang theo sự ăn ý gọi là, mừng ngày tương phùng, ăn uống no say. Còn về Lâm Nhất, sau khi nướng chín thịt, hắn liền bắt tay vào luyện hóa yêu đan của Lang Vương. Với tư cách là yêu thú cảnh giới huyền võ, yêu đan của Thiên Cốt Ma Lang ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào. Lang Vương lại càng không phải nhiều lời. Ngọc bội của hai người đã đạt đến cửu tinh, cũng không cần lãng phí thêm nữa, luyện hóa hết khả năng là tốt rồi. Trong vòng nửa tháng, gần như yêu đan đều do Lâm Nhất và Huyết Long Mã chia nhau sử dụng, Lý Vô Ưu cũng không dùng đến. Chính vì thế mà tu vi của Lâm Nhất tăng trưởng vô cùng nhanh, đã có thể chạm đến lằn danh tiên thiên thất khiếu. Vừa ăn ngấu nghiến, Lý Vô Ưu vừa liếc nhìn Lâm Nhất đang chuyên tâm luyện hóa yêu đan. Đối với hắn, đột phá tiên thiên thất khiếu cũng không phải chuyện đáng lo. Chỉ cần công pháp tu luyện không quá kém, căn cốt đủ mạnh, tài nguyên đầy đủ, muốn đột phá cảnh giới tiên thiên không khó. Lâm Nhất thỏa mãn mọi điều kiện, hơn nữa đan dược màu trắng bạc kia mang đến cho Lý Vô Ưu cảm giác rất mạnh. Hoàn toàn khác biệt so với tiên thiên đan bình thường, có thể nói là tăng vọt về chất. Khí thế trên người Lâm Nhất tăng cao, kiếm thế toàn thân phóng thích ra ngoài, mang đến áp lực cực lớn. Đây là công pháp tăng lên. Lý Vô Ưu hiểu rõ, công pháp tinh tiến thì cánh cửa khai mở tâm khiếu sẽ không còn xa. Quả nhiên, khí thế Lâm Nhất phất lên như diều gặp gió, điên cuồng tăng lên. Từng trận cuồng phong hung hãn bộc phát, quét qua những gốc đại thụ ở bốn phía, khiến chúng lay động không thôi. Lý Vô Ưu thầm kinh hãi, căn cơ của Lâm Nhất quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ là cảnh giới tiên thiên đột phá một khiếu mà lại tạo thành thanh thế lớn như vậy. Những gốc cổ thụ chọc trời xung quanh đây đều có cổ vận, hơn nữa còn sống mấy ngàn năm, so với sắt thép càng cứng rắn hơn, muốn chúng lay động là chuyện rất khó khăn. Soạt! Bỗng nhiên, cuồng phong dừng lại, linh khí thiên địa bốn phương ùn ùn hướng về phía Lâm Nhất. Khí thế quanh thân hắn dần thu lại, đến cuối cùng, không còn sót lại chút gì. Lâm Nhất từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe, càng thêm sắc bén. Chúc mừng! Lý Vô Ưu buông miếng thịt trong tay xuống, đứng dậy lắp bắp nói. Nhìn dáng vẻ của hắn ta, Lâm Nhất có hơi buồn cười, ngươi cứ từ từ mà ăn, ta đi thử một phen xem thực lực hiện tại thế nào. Bước vào tiên thiên thất khiếu, hoa tử diên đã nở ra 34 cánh, Lâm Nhất muốn thử xem thân thủ của mình. Vừa dứt lời, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng kiếm quang màu tím bắn vọt ra. Keng! Kiếm quang đâm vào thân cổ thụ phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, gốc cổ thụ chọc trời mấy người hợp sức khó có thể ôm hết bỗng lay động dữ dội, lá rụng đầy trời cứ như bông tuyết đang ảo ảo rơi xuống. Lâm Nhất cũng không quá bất ngờ trước cảnh này. Những gốc cổ thụ này đã sinh trưởng rất nhiều năm, dù là chạc cây cũng vô cùng rắn chắc, khó mà bẻ xuống, đừng nói chi là thân cây. Xoẹt xoẹt. Tuy nhiên, luồng kiếm quang mờ ảo vừa được bắn ra kia lại khiến những chiếc lá đang lả tả rơi xuống kia bị chấn thành bột phấn. Cảnh giới của đạn chỉ thần kiếm không tăng, nhưng công pháp và tu vi đồng loạt tăng lên, cho nên uy lực đã mạnh hơn không ít. Dẫm lên những chiếc lá đã bị nghiền thành bột có thể nghe được âm thanh ông ông. Có nghĩa là bán bộ kiếm ý còn sót lại vẫn đang tràn ngập trong đó. Không cách nào xuyên thủng sao? Vuốt ve vết xước nhỏ trên thân cổ thụ, Lâm Nhất có hơi không phục, có lẽ nên đổi một hướng khác. Người định làm gì? Lý Vô Ưu tò mò nhìn Lâm Nhất, không biết hắn đang định làm gì. Thình thịch, cùng với từng nhịp tim đang gõ vang trong lồng ngực, khí huyết toàn thân Lâm Nhất sôi trào, sức mạnh bộc phát, không ngừng sao động tựa như giang hà cuồn cuộn sóng. Đây cũng là điểm tốt của việc mở tâm khiếu. Tim chính là chỗ hiểm của võ giả, là tử huyệt, nhưng đồng thời cũng là nguồn gốc của sức mạnh. Một khi trái tim ngừng động, tất cả các cơ năng đều sẽ nhanh chóng giảm xuống, mãi cho đến khi chết. Sau khi mở ra tâm khiếu, trái tim sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng, nhịp đập có lực, có thể lập tức điều động khí huyết toàn thân. Chương 429, Thập diện mai phục. Trong rừng rậm u ám, dưới ánh lửa sáng ngời, một người một ngựa vui vẻ ăn thịt lang vương. Tuy thịt lang vương nhiều mỡ nhưng lại vô cùng dai, lửa bình thường khó mà nướng chín được,
muốn chế biến thật không dễ dàng chút nào. Vì nướng chín thịt lang vương mà Lâm Nhất đã phải dùng đến Tử Diên Thánh Hỏa. Dùng hỏa diễm xếp hạng thứ 50 trong thiên địa kỳ hỏa bảng để nướng thịt, việc này e cũng chỉ có Lâm Nhất mới dám làm. Nhưng không thể không nói, hiệu quả lại rất tốt. Tử Diên Thánh Hỏa trong tay Lâm Nhất có thể điều khiển tùy ý, lại nói, hỏa diễm thuộc tính âm nên cũng không lo làm cháy khét thịt. Vừa điều khiển ngọn lửa, Lâm Nhất vừa nêm nếm gia vị và muối, đảm bảo mỗi một thớ thịt lang vương đều được tẩm gia vị kỹ lưỡng, khiến cho từng giọt mỡ tinh túy rỉ ra ngoài. Mỡ vàng óng hòa cùng gia vị của Lâm Nhất khiến miếng thịt được nướng trong Tử Diên Thánh Hỏa phủ lên một lớp vàng óng ánh, vô cùng hấp dẫn. Khi thịt chín, mùi thơm ngào ngạt cùng vị cay đặc trưng lan tỏa khắp nơi, còn có lớp da vàng giòn bắt mắt. Lâm Nhất còn chưa cắt thịt ra mà Lý Vô Ưu và Huyết Long Mã đã sớm chảy nước miếng ròng ròng. Lúc này đây, một người một ngựa ăn vui đến quên trời quên đất. Thỉnh thoảng, bưng thịt lang vương trong tay, bọn họ liếc nhìn nhau rồi bất chợt cười rộ lên. Mang theo sự ăn ý gọi là, mừng ngày tương phùng, ăn uống no say. Còn về Lâm Nhất, sau khi nướng chín thịt, hắn liền bắt tay vào luyện hóa yêu đan của lang vương. Với tư cách là yêu thú cảnh giới huyền võ, yêu đan của thiên cốt ma lang ẩn chứa linh khí vô cùng dồi dào. Lang vương lại càng không phải nhiều lời. Ngọc bội của hai người đã đạt đến cửu tinh, cũng không cần lãng phí thêm nữa, luyện hóa hết khả năng là tốt rồi. Trong vòng nửa tháng, gần như yêu đan đều do Lâm Nhất và Huyết Long Mã chia nhau sử dụng, Lý Vô Ưu cũng không dùng đến. Chính vì thế mà tu vi của Lâm Nhất tăng trưởng vô cùng nhanh, đã có thể chạm đến lằn danh tiên thiên thất khiếu. Vừa ăn ngấu nghiến, Lý Vô Ưu vừa liếc nhìn Lâm Nhất đang chuyên tâm luyện hóa yêu đan. Đối với hắn, đột phá tiên thiên thất khiếu cũng không phải chuyện đáng lo. Chỉ cần công pháp tu luyện không quá kém, căn cốt đủ mạnh, tài nguyên đầy đủ, muốn đột phá cảnh giới tiên thiên không khó. Lâm Nhất thỏa mãn mọi điều kiện, hơn nữa đan dược màu trắng bạc kia mang đến cho Lý Vô Ưu cảm giác rất mạnh. Hoàn toàn khác biệt so với tiên thiên đan bình thường, có thể nói là tăng vọt về chất. Khí thế trên người Lâm Nhất tăng cao, kiếm thế toàn thân phóng thích ra ngoài, mang đến áp lực cực lớn. Đây là công pháp tăng lên. Lý Vô Ưu hiểu rõ, công pháp tinh tiến thì cánh cửa khai mở tâm khiếu sẽ không còn xa. Quả nhiên, khí thế Lâm Nhất phất lên như diều gặp gió, điên cuồng tăng lên. Từng trận cuồng phong hung hãn bộc phát, quét qua những gốc đại thụ ở bốn phía, khiến chúng lay động không thôi. Lý Vô Ưu thầm kinh hãi, căn cơ của Lâm Nhất quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ là cảnh giới tiên thiên đột phá một khiếu mà lại tạo thành thanh thế lớn như vậy. Những gốc cổ thụ chọc trời xung quanh đây đều có cổ vận, hơn nữa còn sống mấy ngàn năm, so với sắt thép càng cứng rắn hơn, muốn chúng lay động là chuyện rất khó khăn. Soạt! Bỗng nhiên, cuồng phong dừng lại, linh khí thiên địa bốn phương ùn ùn hướng về phía Lâm Nhất. Khí thế quanh thân hắn dần thu lại, đến cuối cùng, không còn sót lại chút gì. Lâm Nhất từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe, càng thêm sắc bén. Chúc mừng! Lý Vô Ưu buông miếng thịt trong tay xuống, đứng dậy lắp bắp nói. Nhìn dáng vẻ của hắn ta, Lâm Nhất có hơi buồn cười, người cứ từ từ mà ăn, ta đi thử một phen xem thực lực hiện tại thế nào. Bước vào tiên thiên thất khiếu, hoa tử diên đã nở ra 34 cánh, Lâm Nhất muốn thử xem thân thủ của mình. Vừa dứt lời, chỉ trong khoảnh khắc, một luồng kiếm quang màu tím bắn vọt ra. Keng! Kiếm quang đâm vào thân cổ thụ phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, gốc cổ thụ chọc trời mấy người hợp sức khó có thể ôm hết bỗng lay động dữ dội, lá rụng đầy trời cứ như bông tuyết đang ảo ảo rơi xuống. Lâm Nhất cũng không quá bất ngờ trước cảnh này. Những gốc cổ thụ này đã sinh trưởng rất nhiều năm, dù là chạc cây cũng vô cùng rắn chắc, khó mà bẻ xuống, đừng nói chi là thân cây. Xoẹt xoẹt. Tuy nhiên, luồng kiếm quang mờ ảo vừa được bắn ra kia lại khiến những chiếc lá đang lả tả rơi xuống kia bị chấn thành bột phấn. Cảnh giới của đạn chỉ thần kiếm không tăng, nhưng công pháp và tu vi đồng loạt tăng lên, cho nên uy lực đã mạnh hơn không ít. Dẫm lên những chiếc lá đã bị nghiền thành bột có thể nghe được âm thanh ông ông. Có nghĩa là bán bộ kiếm ý còn sót lại vẫn đang tràn ngập trong đó. Không cách nào xuyên thủng sao? Vuốt ve vết xước nhỏ trên thân cổ thụ, Lâm Nhất có hơi không phục, có lẽ nên đổi một hướng khác. Người định làm gì? Lý Vô Ưu tò mò nhìn Lâm Nhất, không biết hắn đang định làm gì. Thình thịch, cùng với từng nhịp tim đang gõ vang trong lồng ngực, khí huyết toàn thân Lâm Nhất sôi trào, sức mạnh bộc phát, không ngừng sao động tựa như giang hà cuồn cuộn sóng.
Đây cũng là điểm tốt của việc mở tâm khiếu. Tim chính là chỗ hiểm của võ giả, là tử huyệt, nhưng đồng thời cũng là nguồn gốc của sức mạnh. Một khi trái tim ngừng động, tất cả các cơ năng đều sẽ nhanh chóng giảm xuống, mãi cho đến khi chết. Sau khi mở ra tâm khiếu, trái tim sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng, nhịp đập có lực, có thể lập tức điều động khí huyết toàn thân. Chương 430, chặn trước đón sau. Cong. Hai người đều thối lui từng bước, chỉ thấy trên mặt đất cắm một thanh trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương, khẽ rung động vù vù không ngừng. Bán bộ kiếm ý. Lâm Nhất nhướng mày, nhạy bén cảm nhận được kiếm ý tràn ngập trên thân kiếm. Trên cây cổ thụ phía trước, một người lưng tựa vào thân cây, nhếch mép mỉm cười nhìn về phía hai người. Nghe nói người có long hổ quyền. Không khéo, tại hạ cũng biết chút quyền cước công phu mèo cào, Hoàng Phủ Tịnh Hiên, mong chỉ giáo. Siêu. Hoàng Phủ Tịnh Hiên thân người chợt lóe lên tiến tới, đánh một quyền ầm ầm về phía Lâm Nhất, quyền mang khủng bố mang theo khí sát phạt bằng bạc, cuồn cuộn mà tới. Vừa nhanh vừa hung hãn, gần như không cho Lâm Nhất thời cơ phản ứng bao nhiêu đã giết đến trước mặt hắn. Hai tròng mắt giấy lên huyết diễm, Lâm Nhất kích hoạt lôi viêm chiến thể hoàn mỹ, dùng bất diệt kim cương án nghênh đón. Thình thịch, trong tiếng nổ lớn, khí chất sát phạt trên người Hoàng Phủ Tịnh Hiên xông thẳng lên trời, tựa như thực chất. Bên ngoài rừng rậm, không ít người đã nhìn thấy cỗ khí sát phạt ngập trời này, sắc mặt đều cả kinh. Phá sát quyền. Hoàng Phủ Tịnh Hiên ra tay rồi. Thình thịch, tiếng nổ kinh thiên không dứt bên tai không ngừng truyền ra, dư ba chấn động, khiến đám đông ở bên ngoài hơn 10 dặm cũng vẫn cảm nhận được mặt đất đang khẽ rung chuyển, toàn bộ đều âm thầm kinh hãi. Sát phá thiên. Long phi hổ khiêu. Sau khi đối chọi hơn 10 quyền khủng bố, hai người đều thi triển sát chiêu, mặt đất dưới chân nứt toác trong nháy mắt, một loạt cổ thụ chọc trời ầm ầm đổ xuống, gây nên tiếng vang càng lớn hơn. Khóe miệng Lâm Nhất tràn ra một vệt máu, ho khan kịch liệt vài tiếng, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn chịu thiệt về quyền pháp trong tay người cùng thế hệ. Dựa vào lôi viêm chiến thể, còn có quyền kiếm hợp nhất và cả bí kỹ cương nhu tịnh tề mà đều không thể đánh bại đối phương. Hoàng Phủ Tịnh Hiên lau miệng, nhìn vết máu trên tay rồi liếc mắt nhìn Lâm Nhất, nói còn chưa đột phá huyền quan mà có thể đả thương được ta, giờ thì ta đã hơi hiểu vì sao Vương Ninh lại muốn giết ngươi. Cho dù là phế võ hồn, nhưng nếu như ngươi thật sự đột phá huyền quan thì hắn ta cũng không thể ăn ngon ngủ kỹ. Hưu, còn chưa dứt lời, chợt gió nổi lên, tinh quang lóe ra, Lý Vô Ưu tìm đúng cơ hội, đâm ra một kiếm. Không được, Lâm Nhất thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia bất an, vội vàng lớn tiếng hô lên. Hoàng Phủ Tịnh Hiên dùng tu vi cảnh giới huyền võ, nắm chắc bán bộ kiếm ý, nếu như một kiếm tới tay cỡ thực lực đó, Lâm Nhất hoàn toàn không thể tưởng tượng, bởi vì bản thân hắn cũng nắm giữa bán bộ kiếm ý nên rất rõ khủng bố thế nào. Nhưng đã muộn rồi. Hoàng Phủ Tịnh Hiên vươn tay ra đánh một chiêu, tóm chặt lấy trường kiếm đang kêu long cong dưới mặt đất, đồng thời chém ra một kiếm. Phốc! Rõ ràng là hắn ta ra tay sau, nhưng kiếm trong tay hắn ta lại ngang ngược đi trước một bước, đâm trúng Lý Vô Ưu. Máu tươi tung tóe, trong mắt Lý Vô Ưu toát lên một tia bất cam, mũi kiếm của hắn ta chỉ còn thiếu nửa tấc nữa thôi là có thể đâm vào tim của Hoàng Phủ Tịnh Hiên. Nhưng nửa tấc này lại tựa như hào rộng, không thể chạm tới. Thình thịch! Hoàng Phủ Tịnh Hiên khẽ run lên, kiếm ý ầm ầm bạo nổ, trực tiếp đánh bay Lý Vô Ưu ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hắn ta không ngừng thổ huyết, hoàn toàn không thể đứng lên. Người kể ra cũng có vẻ hiểu kiếm trong tay ta, nếu như đã đột phá huyền quan cũng là một đối thủ đáng để mong chờ. Nhưng đáng tiếc, Hoàng Phủ Tịnh Hiên lấy khăn tay ra lau vết máu trên thân kiếm, khẽ cười nói. Lâm Nhất nhìn sâu vào đối phương, cõng Lý Vô Ưu trên đất lên rồi xoay người điên cuồng bỏ chạy. Thu kiếm vào vỏ, Hoàng Phủ Tịnh Hiên vẫn chưa đuổi theo. Tiểu Hồng. Trong tiếng quát lớn, Huyết Long Mã và Lâm Nhất chạy đi nhanh như một đạo tia chớp. Xoay người lên ngựa, Lâm Nhất tóm lấy dây cương điên cuồng bỏ chạy, đến bây giờ hắn cũng không dám nghĩ quá nhiều, chỉ cầu mau chóng đột phá vòng vây, bằng không Lý Vô Ưu rất có khả năng sẽ chết. Kiếm ý mà Hoàng Phủ Tịnh Hiên để lại trong người hắn ta đủ để chí mạng. Phía trước có ánh sáng truyền tới, đó là một vùng đất trống trải. Trong lòng Lâm Nhất khẽ động. Nếu địa thế bằng phẳng, không có rừng rậm ngăn cản thì ai có thể ngăn được Huyết Long Mã. Nhưng vừa xông ra khỏi rừng rậm thì Lâm Nhất liền biến sắc, hơn ngàn dặm bên ngoài, Vương Ninh và Lãnh Mạch đang đứng cạnh nhau, cưỡi trên lưng yêu thú Tuấn Mã. Hơn 20 người mới cảnh giới tiên thiên rút kiếm ra khỏi vỏ,
ngăn chặn thành một hàng. Lâm Nhất chợt giật mình tỉnh ra, đám người trong rừng rậm đó muốn bức hắn chạy về hướng này. Hổn hển, không kịp suy nghĩ, một mạt u quang bắn nhanh tới, lao thẳng vào huyết long mã. Đó là một thanh trường thương, một thương đã được lãnh mạch quán chú chân nguyên, vận sức chờ phát động, là sát chiêu đã chờ rất lâu rồi. Huyết long mã đang chạy nước đại căn bản không kịp né tránh, bị thanh trường thương hung hăng đâm trúng. Trường thương cắm sâu đến nửa thân, huyết long mã lập tức ngã quỵ trên đất. Ầm ầm. Dưới xung lực, Lâm Nhất lưng cõng Lý Vô Ưu lăn lộn vài vòng trên đất. Tiểu Hồng. Lâm Nhất không màng tới thương thế trên người, huyết long mã nằm trên đất, máu tuôn như suối. Cọ cọ cọ. Từ trong rừng rậm phía sau, từng đạo thân ảnh của Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, Hàn Mạc Hàn Phong, Phong Hạo Vũ, Mạc Thanh Vân lần lượt xuất hiện. Ngoại trừ Hoàng Phủ Tĩnh Hiên ra thì những nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ còn lại không một ai ngoại lệ, đều đã bị thương. Người bị thương nghiêm trọng như Phong Hạo Vũ và Mạc Thanh Vân thương thế lại càng không nhẹ. Cảnh tượng như vậy khiến người chứng kiến kinh ngạc không thôi, không biết trong rừng rậm rốt cuộc đã xảy ra trận chiến đáng sợ thế nào. Hai võ giả còn chưa đột phá huyền quan lại đả thương được nhiều nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ như vậy. Lâm Nhất đứng lên, ngẩng đầu nhìn qua, Phương Ninh ngồi thẳng trên lưng tuấn mã yêu thú sắc mặt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một mạt trào phúng. Ở chỗ xa hơn, hàng ngàn người mới trong đợt thí luyện lần này đang đứng trên từng cây cổ thụ chọc trời hướng ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi đây. Biểu cảm sắc mặt không giống nhau, nhưng ánh mắt thì đều biểu lộ ra sắc thái lạnh lùng. Tiểu kiếm nô, bây giờ ai mới giống con chó đây? Vương Ninh từ trên cao nhìn xuống, nhìn Lâm Nhất đầu bù tóc rối, toàn thân thương tích, chật vật không chịu nổi, lạnh lùng hỏi. Nhị thiếu gia hỏi người đó, lãnh mạch nhìn về phía Lâm Nhất, không nói một lời, thô bạo quát lớn. Chương 431, huyết long mã đột phá. Bây giờ ai mới giống con chó đây? Bạn tốt trọng thương gần chết, huyết long mã ngã xuống đất không dậy nổi, thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ chặn đứng đường lui. Tiền lang hậu hổ, thiên la địa võng, trước mắt bao người, Lâm Nhất đã rơi vào tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh. Vương Ninh cao cao tại thượng ngồi trên yêu thú tuấn mã quả thực có tư cách nói ra câu này. Hàng ngàn đôi mắt nhìn từ xa tới, thần tình lạnh lùng càng khiến trong lòng người ta cảm thấy thê lương hơn. Cho dù Lâm Nhất vẫn luôn quật cường, không chịu thua nhưng trong tình cảnh như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy có chút bi thương, hơi thoáng tuyệt vọng. Không để ý đến tiếng quát tháo của lãnh mạch, Lâm Nhất quay người đi về phía huyết long mã đang nằm dưới đất, trường thương cắm vào người nó, đau đến mức khiến nó không ngừng run rẩy. Chịu đựng một chút nhé. Lâm Nhất vỗ về bả vai huyết long mã, sau đó thần sắc khẽ ngưng, hai tay ôm chặt thấy trường thương rút mạnh ra. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, bắn lên cả mặt hắn. Huyết long mã đau đớn gào giống lên, khiến người ta đau lòng không thôi. Ánh mắt Phương Ninh lóe lên một mạt âm lãnh, liếc mắt ra hiệu cho lãnh mạch bên cạnh. Lãnh mạch cười gằn gật đầu, nhẹ nhàng vỗ, lại rút ra một thanh trường thương hàn quang sắc bén nữa trong túi trữ vật. Hiu! Thanh thương này không sai không lệch phóng thẳng về phía Lâm Nhất, chỉ cần hắn dám né tránh thì trường thương sẽ lần thứ hai đâm trúng huyết long mã. Lâm Nhất đang xử lý vết thương cho huyết long mã đã nghe thấy tiếng xé gió sau lưng mình, không cần quay đầu lại cũng đã nắm rõ được tình hình. Sắc mặt hắn không đổi, thực hiện xử lý vết thương cuối cùng cho huyết long mã xong mới thong dong xoay người tại. Cơ thể khẽ né sang một chút, né tránh chỗ hiểm, trường thương cắm vào bả vai Lâm Nhất. Lôi viêm chiến thể hoàn mỹ khiến thanh thương này không gây ra vết thương chí mạng cho hắn, nhưng lực công kích khổng lồ. Một thương hàm chứa chân nguyên cảnh giới huyền võ vẫn khiến Lâm Nhất đau đến quỳ một gối xuống đất. Trên lưng yêu thú tuấn mã, Vương Ninh thản nhiên nói, Lâm Nhất, không ai có thể cứu nổi một kẻ không thể tế nổi võ hồn ra như ngươi đâu. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết hoặc là quỳ xuống xin tha, từ nay về sau chỉ làm kiếm nô cho Vương Ninh ta. Ha 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 ha, gương mặt thanh tú của Lâm Nhất dính đầy máu tươi, có chút điên cuồng bật cười. Liếc nhìn sợi tóc đen quấn quanh trên ngón tay út. Trong lòng hắn than nhẹ một tiếng, nụ cười từ từ thu liễm lại, thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ, Lâm Nhất tự thẹn không bằng, thua chính là thua. Nhưng, dù ta còn trẻ, cũng không phải người tham sống sợ chết, muốn giết ta thì cứ việc tới chiến đi. Trận ác chiến trong rừng, lấy mạng tranh chấp vốn cho rằng sẽ có một đường sinh cơ, kết quả chẳng qua chỉ là người khác đang trêu đùa bản thân mà thôi. Dưới sự liên thủ của thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ, Lâm Nhất tự nhận không địch nổi. Nhưng muốn hắn khoanh tay chịu trói, quỳ xuống xin tha thì không thể.
trong lòng có không cam thế nào cũng không thể làm thất vọng thanh kiếm trong tay. Tính thêm tôi nữa đi, khụ khụ, hai huynh đệ chúng ta cùng chết, trên đường xuống suối vàng có người bầu bạn cũng rất tốt. Lý Vô Ưu bị trọng thương chật vật đứng lên, vịn vào thanh kiếm rồi khoác vai Lâm Nhất, vô tư vô tâm cười nói. Phong thái này của hai người hoàn toàn coi thường sự uy hiếp của Vương Ninh, không hề coi hắn ta ra gì. Vương Ninh tức đến nỗi sắc mặt đen thui, trầm giọng quát lên, chết đến nơi rồi còn dám cứng miệng, ta toại nguyện cho ngươi, ra tay. Giết! Lãnh Mạch bay người xuống ngựa, gầm lên một tiếng, dẫn theo hơn 10 cao thủ cảnh giới tiên thiên bên cạnh vây giết tới. Nhưng đúng lúc này, trên người Huyết Long Mã đang nằm dưới đất đột nhiên bạo phát ra khí tức vô cùng khủng bố. Da lông toàn thân như máu, lửa cháy hừng hực bốc lên, càng đốt càng rừng rực. Cảnh giới huyền võ. Lợi hại, dưới áp bách tuyệt cảnh như thế mà con Huyết Long Mã này lại đột phá. Cảnh tượng không ai ngờ được tới đột nhiên xảy ra, Huyết Long Mã ngã xuống không đứng lên nổi phát ra một tiếng tê giống. Tựa như tia chớp, đạp cho bụi mù bay đầy trời đất, xông vào Lãnh Mạch đang lao giết tới. Thình thịch, Lãnh Mạch khí thế hùng hổ, bất ngờ không kịp đề phòng bị sừng trên trán Huyết Long Mã đâm trúng, lực đạo cuồn cuộn như núi đồng thời đánh bay hắn ta đi, lục phủ ngũ tạng nứt toác ngay tại chỗ. Nếu không phải hắn ta có tu vi cảnh giới huyền võ thì e rằng đã lập tức tử vong vì một cú húc này. Mắt Lâm Nhất lóe sáng, lăng không nhảy lên, hai tay nắm lấy hộp kiếm, đập xuống về phía Vương Ninh. 34 cánh tử diên hoa đều nở rộ, kiếm quang hùng hậu mà mênh mông, tựa như trường giang hoàng hà chảy vào trong hộp kiếm. Nhất thời, thứ mà Lâm Nhất cầm trong tay dường như không còn là một hộp kiếm nữa mà là một tòa núi cô độc lởm chởm kiếm ý. Vương Ninh ngay tại chỗ sợ tới mức chết khiếp, bỏ ngựa nhảy xuống đất, không màng đến hình tượng mà không ngừng lăn lộn. Thình thịch, hộp kiếm đập lên lưng yêu thú tuấn mã, khiến nó tan xương nát thịt ngay tại chỗ, khí lãng cuồn cuộn, Vương Ninh trên đất nháy mắt bị đánh cho thổ huyết điên cuồng bay đi. Thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ phía sau đều không khỏi có chút lờ mờ. Chương 432, dừng táng kiếm. Sau khi phản ứng lại, hai huynh đệ Hàn Mạc Hàn Phong đứng mũi chịu sào, bảo vệ Vương Ninh. Những người khác sắc mặt lạnh lùng, sát khí trên người tăng vọt, đều biết nếu để cho Lâm Nhất chạy được thì sẽ để lại hậu hoạn thế nào. Một đám phế vật, còn không dám đuổi tới ngăn người. Vương Ninh được dìu đứng lên, lập tức phẫn nộ quát mắng những võ giả cảnh giới tiên thiên đang sợ hãi rụt rè, đám người này thật sự không có chỗ nào hữu dụng. Hơn 10 người mới cảnh giới tiên thiên bất chấp khó khăn giết về phía Lâm Nhất hạ xuống đất. Bốp! Lâm Nhất vỗ nhẹ một cái, tóm chặt lấy táng hoa kiếm trong màn hoa tường vi đầy trời. Liếc nhìn hơn 10 người đang chạy tới, hắn cầm chặt chuôi kiếm, ấp ủ toàn thân kiếm ý. Đợi khi đám người này tiếp cận gần khoảng 10 bước thì táng hoa kiếm phát ra tiếng kiếm ngân vang như âm thanh tự nhiên, thân kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ. Thình thịch! Bán bộ kiếm ý cường hãn của Lâm Nhất cuồn cuộn xuất hiện, hơn 10 người đang chạy tới đó không kịp ra tay phòng ngự, bị kiếm ý đồng thời đánh bay. Sau khi rơi xuống đất thì mình đầy thương tích, nhìn mà thấy ghê người, không thể đứng lên được nữa. Ca, lên ngựa. Lý Vô Ưu nhân lúc hỗn loạn nhảy lên lưng Huyết Long Mã, sau khi thoát khỏi vướng víu thì lập tức lao về phía Lâm Nhất. Thuận tay chộp lấy hộp kiếm trên đất, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, xoay người lên ngựa. Ở lại cho ta. Mắt thấy hai người một ngựa sắp đột phá vòng vây hoàn toàn bỏ xa. Hoàng Phủ Thịnh Hiên thực lực mạnh nhất trong thập đại nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ bay người giết đến. Chỉ cần hắn ta giữ chân được Lâm Nhất, đợi những nhân tài kiệt xuất còn lại giết tới thì Lâm Nhất vẫn ắt chết không nghi ngờ. Hồ đồ ngu xuẩn. Lâm Nhất hận thấu xương Hoàng Phủ Thịnh Hiên này, nếu không phải do hắn ta thì trong rừng rậm trước đó căn bản cũng không đến nỗi bị bước đến bước đường cùng như vậy. Hiện tại, vừa có một tia sinh cơ thì lại truy sát tới rồi. Tâm niệm khẽ động. Một sợi kiếm quang đoạn kiếm võ hồn lượn lờ đó nhanh chóng chui vào đầu ngón tay của Lâm Nhất. Ngưng tụ thành mũi nhọn, loáng một cái đả thương người. Chỉ là kiếm quang này không phải là linh nguyên diễn hóa, mà chỉ có một sợi kiếm quang của đoạn kiếm lượn lờ đó ngưng tụ tạo thành. Nhưng uy lực lại lớn hơn không chỉ mấy lần. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên lăng không truy sát mà đến nhìn thấy kiếm quang bắn tới đó, mặt chợt biến sắc, vội vàng né tránh. Đó giống như ác quỷ thoát khỏi trói buộc từ địa ngục giáng xuống thế gian. Kinh sợ lòng người. Hi hi. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cật lực né tránh vẫn bị kiếm quang xuyên thủng một lỗ trên vai phải, rơi xuống đất ngay tại chỗ. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, món nợ này sớm muộn ta sẽ tính với ngươi, giữa hai chúng ta chưa xong đâu,
Lâm Nhất sau khi xuất ra con bài chưa lật cuối cùng trên lưng ngựa thì sắc mặt tái nhợt, nhưng quang mang lóe lên trong mắt hắn vừa quật cường vừa cố chấp. Người này tuyệt đối không thể để lại. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên nhíu mày, không màng đến vết thương trên vai, trầm giọng quát, đuổi theo, con huyết long mã đó thân mang thương thế đột phá, tuyệt đối không chạy xa được. Đát đát đát. Hơn 10 nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ sắc mặt âm trầm tới cực điểm, sau khi ngồi lại lên lưng yêu thú lập tức nện bước, điên cuồng đuổi theo không ngừng nghỉ. Vết máu trên người huyết long mã để lại rất khó xử lý, đám người dựa vào vết máu bám chặt không tha. Đám khốn nạn này, Lý Vô Ưu liếc nhìn về phía sau một cái, đám người bám dai như đỉa, tức đến không ngừng run rẩy. Lâm Nhất nhìn hắn ta một cái, sắc mặt hắn ta đã trắng bệch đến mức đáng sợ, hoàn toàn không giống bộ dạng người còn sống. Nếu còn không mau chóng trị thương thì sớm muộn gì cũng đi đời. Nhưng đám người phía sau căn bản không cho đường sống, làm sao có thể dừng lại nghỉ ngơi được. Huyết long mã cũng không còn phong độ vô địch như ban đầu nữa, bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, một thương lạnh lùng đó gần như xuyên qua người nó, ra tay quá tàn độc. Đi về bên đó, đột nhiên một mảng rừng trúc xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất. Lục trúc cao đến gần 100 mét, cùng với một mảng sương mù mờ mịt, mênh mông vô tận, có vẻ vô cùng kỳ quái. Rừng táng kiếm. Đám người Hoàng Phủ Tĩnh Hiên đến tới trước rừng trúc, sắc mặt lần lượt biến đổi, dừng lại không đi tiếp nữa. Hai kẻ này có biết đây là rừng táng kiếm hay không? Mạc Thanh Vân khống chế con yêu thú, nhìn về phía rừng trúc, nghĩ mà phát sợ nói. Lăng tiêu giới vô cùng rộng lớn, có vô số cấm địa tuyệt đối không thể đặt chân vào, một khi bước vào hẳn sẽ phải chết. Rừng táng kiếm chính là một vùng cấm địa. Trước đó có không ít người đã vào trong, kết quả chỉ có một người ra được, nhưng chưa đi được mấy bước thì người duy nhất ra ngoài được này cũng bị kiếm quang bạo thể mà chết. Hung danh của rừng táng kiếm từ đó coi như được truyền ra ngoài, trưởng lão giám sát cũng phải luôn tục cảnh cáo tuyệt đối không thể bước vào, bằng không sống chết tự chịu. Người đâu? Vương Ninh và Lãnh Mạch không nghỉ ngơi gì mà cũng đuổi kịp tới. Hai người kẻ tám lạng người nửa cân đều bị thương không nhẹ, nhưng vẫn gắng gượng truy sát theo. Lâm Nhất không chết hai người căn bản khó mà an tâm. Những người khác không trả lời hắn ta, chỉ lặng lặng nhường đường. Rừng táng kiếm. Sau khi nhìn rõ, Vương Ninh sợ tới mức biến sắc, không chế yêu thú vội vàng lùi về sau. Trước khi tới, huynh trưởng của hắn ta đã nói với hắn ta về rất nhiều cấm địa, rừng táng kiếm chính là nơi hung hiểm nhất trong số đó. Đã từng có trưởng lão cảnh giới huyền võ siêu việt và rất nhiều đệ tử thâm niên chết thảm trong đây. Lãnh Mạch trầm ngâm nói, vào rừng táng kiếm này rồi hắn cũng coi như chui vào con đường chết, nhị thiếu gia không cần lo lắng. Thần sắc Vương Ninh âm tình bất định. Kết quả hiện tại chắc chắn không phải là điều hắn ta mong muốn. Lâm Nhất không chết ngay trước mắt hắn ta thì tuyệt đối không thể yên tâm. Hắn ở trong vực âm phong cũng có thể nhặt được một mạng về, rừng táng kiếm này, vẻ tối tăm phiền muộn giữa hai đầu lông mày của Vương Ninh khó mà tiêu tan. Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cười nói, nhị thiếu gia không cần nghĩ nhiều, đầu tiên rừng táng kiếm này không phải hữu danh vô thực, đây là cấm địa hàng thật giá thật, cường giả cảnh giới tử phủ cũng phải chết trong đây. Huống chi một tên phế vật thiên thiên như hắn. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hắn không chết cũng chắc chắn không hoàn thành được thí luyện, không thể trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các, với thế lực của Vương gia ở quận Tần Thiên, muốn giết hắn có chút khó khăn nào chứ. Vương Ninh nghe vậy sắc mặt mới từ từ đỡ hơn, cười khẩy nói, ta đúng là có chút hồ đồ rồi, cho dù hắn không chết nhưng nếu như không trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các thì ta cần gì phải kiêng dè. Chương 433, rừng táng kiếm. Bọn họ không đuổi theo ư? Trên lưng huyết long mã, Lý Vô Ưu tỏ vẻ nghi hoặc. Quả thật không có, cánh rừng trúc này có hơi quái lạ, có gì đó không đúng. Lâm Nhất nhìn rừng trúc bị sương mù bao phủ, cảm giác đầu tiên là rất cổ quái, nhưng lại cũng có gì đó quen thuộc, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt, tim bất giác đập nhanh hơn. Mạo hiểm tiến vào khu rừng này là vì muốn đánh cược một lần, cược đám người phía sau không dám đuổi theo. Sự thật chứng minh. Lâm Nhất đã thành công. Nhưng thoạt nhìn, đây cũng không hẳn là chuyện tốt, sau khi huyết long mã dạo quanh rừng trúc một vòng, bọn họ phát hiện mình đã bị lạc. Đúng vậy, chính là lạc đường. Vòng tới vòng lui, có cảm giác không đi được bao xa nhưng lại không cách nào tìm được đường quay lại. Khụ. Lý Vô Ưu ho khan một tiếng, máu tươi tràn ra khóe miệng, thân hình gầy yếu của hắn ta càng thêm bạc nhược. Xuống đây đi, để ta giúp ngươi tiêu trừ kiếm ý trong cơ thể trước đã. Nhưng ở đây,
không thể tính nhiều hơn được. Sau khi căn dặn Huyết Long Mã đừng chạy lung tung, Lâm Nhất liền đỡ Lý Vô Ưu xuống. Nếu như đổi thành những người khác thì ở nơi này, dù có linh đan rượu dược trong tay cũng không cứu nổi mạng Lý Vô Ưu. Nhưng Lâm Nhất lại khác. Bán bộ kiếm ý của hắn còn mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Phủ Tịnh Hiên, cách kiếm ý hoàn chỉnh không còn xa. Chỉ cần nghiền nát kiếm ý mà đối phương để lại trong cơ thể Lý Vô Ưu thì xem như giải trừ được rắc rối. Ngươi cố chịu đựng một chút, ta nghiền nát kiếm ý của hắn ta chắc chắn sẽ tạo thành chút ít thương tổn đối với ngươi. Yên tâm, thân thể ta dù không biến thái được như lôi viêm chiến thể của huynh, nhưng được tinh quang uẩn dưỡng nhiều năm như vậy, cũng không tệ lắm đâu. Lý Vô Ưu cười hề hề, muốn Lâm Nhất yên tâm, không cần quá lo lắng. Vậy ta ra tay nhé. Lâm Nhất vỗ một chưởng vào lưng Lý Vô Ưu, kiếm ý toàn thân thông qua bàn tay xâm nhập vào cơ thể hắn ta. Khoảnh khắc kiếm ý khổng lồ tiến vào cơ thể Lý Vô Ưu, đau đớn khiến mặt hắn ta bắt đầu vặn vẹo. Khi kiếm ý của Lâm Nhất giao phong cùng kiếm ý của Hoàng Phủ Tịnh Hiên, Lý Vô Ưu có cảm giác trong cơ thể hắn ta dường như có hai phe đang giao chiến, thiên quân vạn mã ầm ầm kéo đến, trời đất ngã nghiêng, lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hài đều phải chịu sự tra tấn cực độ. Thời gian nửa nén hương trôi qua, cuối cùng, kiếm ý của Hoàng Phủ Tĩnh Hiên cũng bị Lâm Nhất tiêu trừ. Thu! Vung nhẹ tay, kiếm ý thuộc về hắn lập tức bị hút ra ngoài. Lý Vô Ưu suy yếu, mệt mỏi nói, ta ngủ trước. Ngươi nghỉ ngơi đi. Đợi Lý Vô Ưu thiếp đi, Lâm Nhất lại lần nữa căn dặn Huyết Long Mã không được lộn xộn, sau đó hắn mới cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Từng thân trúc cao đến trăm trượng, thẳng tắp như kiếm, màu xanh biêng biếc. Sương mù mờ ảo lượn lờ quanh khu rừng khiến cho mảnh đất u tĩnh này càng trở nên thần bí. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, vừa nhìn thấy khu rừng này hắn liền có cảm giác quen mắt. Sau khi đặt chân vào đây, Huyết Long Mã cứ vòng tới vòng lui, hắn lại bận xử lý kiếm ý trong cơ thể Lý Vô Ưu, đến bây giờ mới rảnh tay. Ngay cả đám người của Hoàng Phủ Tịnh Hiên cũng không dám đặt chân vào đây, nơi này hẳn là cấm địa, nhưng vì sao ta lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Lâm Nhất nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ. Hít kha zz hí zz. Bên tai vang lên từng đợt âm thanh yếu ớt, đó là tiếng gió thổi qua rừng trúc, tạo thành từng tiếng rì rào, còn có. Bỗng nhiên Lâm Nhất mở bừng mắt, ánh mắt hắn lóe sáng, rốt cuộc hắn đã biết vì sao mình lại cảm thấy chỗ này quen thuộc đến vậy rồi. Vân lộ. Khu rừng trúc này cũng hiển hiện rõ các loại vân lộ, rất giống với những vân lộ trong Tuế Nguyệt Tâm Kinh. Thú vị thật. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên hào quang, hắn bước từng bước về phía trước, đi theo cảm ứng của mình đối với vân lộ. Trong khu rừng trúc đầy sương mù, tầm mắt hắn dần trở nên khoáng đạt. Một lát sau, một tấm bia đá xuất hiện trước mắt Lâm Nhất. Rừng Táng Kiếm. Đến khi thấy rõ ba chữ viết trên bia đá, sắc mặt Lâm Nhất lập tức thay đổi. Ba chữ thư pháp với nét bút mạnh mẽ, đầy khí khái, như rồng bay phượng múa, nét hất như mũi kiếm tỏa ra kiếm thế nồng đậm. Chỉ liếc mắt nhìn thôi đã khiến trái tim như rơi vào đầm băng, dường như có ngàn vạn thanh trường kiếm sắc bén cùng chĩa vào. Sau tấm bia đá là một khu rừng trúc, có điều, khu rừng kia vô cùng lạnh lẽo, hoang vắng, trúc xanh như kiếm, không hề tầm thường. Lâm Nhất cẩn thận lui về sau, quay về đường cũ, tìm Huyết Long Mã cùng Lý Vô Ưu. Lúc này, Lý Vô Ưu đã tỉnh, thấy Lâm Nhất trở về, hai mắt hắn ta lóe sáng, đại ca, huynh tìm được đường rồi à? Lâm Nhất gật đầu, có lẽ ta đã tìm được đường về. Quay về. Lý Vô Ưu lắc đầu nói, quay về là đường chết, với cá tính của Vương Ninh, hắn ta nhất định sẽ phái người trông coi, trừ phi tìm được lối ra khác. Lâm Nhất lặng im không đáp, Lý Vô Ưu nói không sai, dù có trở về thì kết cục cũng lại như trước mà thôi, lúc này bọn họ đã kiệt sức, phải nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, xem như nếm đủ đau khổ, quả thật không muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Đi theo ta. Lâm Nhất khẽ nói, hai người một ngựa cùng đi đến trước tấm bia đá. Rừng Táng Kiếm. Khi nhìn thấy ba chữ trên bia đá, sắc mặt Lý Vô Ưu cũng lập tức thay đổi, ngước nhìn khu rừng trúc âm u, lạnh lẽo phía trước, vẻ mặt hắn ta càng thêm khó coi. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được phía trước mới thật sự là cấm địa. Khu rừng trúc bị sương mù bao phủ phía sau chỉ là một mê trận, cùng lắm khiến người ta mất phương hướng mà thôi. Chương 434, kỳ ngộ cùng nguy cơ. Chỉ cần bọn họ tiến vào khu rừng trúc âm u lạnh lẽo trước mắt, rất có thể sẽ phải đối mặt với cái chết. Hóa ra kết cục cũng là một chữ chết. Lý Vô Ưu nhún nhún vai,
cười khổ nói. Bất kể là quay về đường cũ hay bước vào cấm địa thì cũng không phải lựa chọn gì tốt. Chưa hẳn không có kỳ ngộ. Ý là sao? Ngươi xem đi. Lâm Nhất nhìn rừng táng kiếm trước mặt, trong khoảnh khắc, một luồng kiếm quang màu tím phá không mà đi. U u u. Phút chốc, rừng kiếm âm u hoang vắng bộc phát ngàn vạn kiếm quang. Mỗi một thân trúc đều sáng bừng lên, trở nên óng ánh, đồng thời tản ra kiếm ý dày đặc. Không giống như một khu rừng trúc, mà giống ngàn vạn thanh kiếm sắc bén đang cắm trên mặt đất. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa kiếm ý hùng hậu, nối liền nhau, khiến cho kiếm ý ngưng tụ thành đại dương mênh mông, rộng lớn. Lý Vô Ưu cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập, kiếm ý thật đáng sợ, cho dù là cường giả cảnh giới tử phủ cũng sẽ lập tức bị xuyên thành tổ ong vỏ vẻ, không thể chết hơn được nữa. Nhưng hắn ta vừa quay đầu lại thì không thấy Lâm Nhất đâu nữa. Lý Vô Ưu đưa mắt tìm kiếm thì phát hiện Lâm Nhất đang tiến từng bước vào rừng táng kiếm, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng thận trọng. Lâm Nhất, đừng kích động. Lý Vô Ưu hoảng hốt, nhưng Lâm Nhất đã khoát tay ra hiệu cho hắn ta đừng đi theo. Còn chưa bước vào rừng táng kiếm mà Lâm Nhất đã cảm giác được vô số vân lộ phức tạp ẩn giấu ở nơi này. Vân lộ ở đây càng phức tạp hơn gấp trăm lần so với những vân lộ cơ bản mà hắn đã nắm giữ. Dù là vân lộ được khắc trên tiên thiên đan cũng không thể sánh bằng. Vân lộ trong khu rừng trúc này vô cùng sắc bén, ẩn chứa kiếm ý bao la mờ mịt cùng sát cơ lạnh thấu xương. Kiếm ý hoàn chỉnh. Lâm Nhất có thể xác định được những vân lộ này ẩn chứa kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý hoàn chỉnh. Khác với bán bộ kiếm ý hoàn chỉnh mới thực sự gọi là kiếm ý. Nếu không, vĩnh viễn luôn tồn tại khoảng cách, không cách nào chạm đến bản chất thật sự của kiếm ý. Lâm Nhất nắm giữ bán bộ kiếm ý, cách kiếm ý hoàn chỉnh chỉ có nửa bước mà thôi. Hiện tại, khu rừng táng kiếm này quả thực là một cơ hội đối với hắn. Một cơ hội nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh. Phải làm sao bây giờ? Trước mắt Lý Vô Ưu, Lâm Nhất đang từng bước đi vào rừng táng kiếm, quanh thân hắn có vô số sát cơ lượn lờ, kiếm ý thoáng ẩn thoáng hiện. Sát cơ cùng kiếm ý đã vào thế sẵn sàng, hệt như hồng thủy mãnh thú đang lấy đà chuẩn bị vồ đến. Khi hắn đi được 10 bước, sát cơ cùng kiếm ý đã hòa vào nhau, gần như ngưng tụ thành thực thể. Vô số kiếm ý diễn hóa thành mãnh thú vụt qua trong rừng trúc, đánh úp về phía Lâm Nhất, khí thế ảo ảo dữ dội, hòng cắn nuốt hắn. Lý Vô Ưu không dám nhìn nữa, huyết long mã bên cạnh càng nóng lòng bất an. Choang! Ngay tại ranh giới chỉ mảnh treo chuông, trên người Lâm Nhất đột nhiên bộc phát kiếm thế khổng lồ, sau đó nhanh chóng thu lại, ngưng tụ thành bán bộ kiếm ý cực kỳ thuần túy. Âm thanh vang vọng bên tai, vô số kiếm ý bao phủ lấy hắn. Kiếm ý hình thành đại dương mênh mông, còn Lâm Nhất thì trôi nổi giữa dòng. Thoạt nhìn, dường như Lâm Nhất dẫm vào hư không, lại như dẫm lên từng luồng kiếm quang. Hào quang bao phủ khắp người hắn, tóc dài phất phơ, tay áo bồng bềnh hệt như tiên nhân. Huyết long mã nhìn không được muốn xông lên lôi Lâm Nhất ra. Đừng nhúc nhích, huynh ấy đang ngộ đạo. Lý Vô Ưu vội vàng kéo huyết long mã lại. Nếu lúc này để nó xông vào thì Lâm Nhất chắc chắn xong đời. Hắn ta cảm thấy rất kỳ quái, Lâm Nhất đã bước vào khu rừng táng kiếm này bằng cách nào? Nếu đổi lại là Lý Vô Ưu hắn, chỉ sợ vừa đi được một bước đã bị vô số kiếm ý xuyên thủng, bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng ngẫm lại, ngay cả mê trận trước đó cũng bị Lâm Nhất phá vỡ, hẳn là hắn còn nắm ách chủ bài mà mình không biết. Trôi giạt giữa đại dương kiếm ý mênh mông, Lâm Nhất lơ lửng giữa không trung. Tiếp tục tiến về phía trước. Bắt đầu từ đây, mỗi một bước đi càng thêm hung hiểm. Tầng tầng lớp lớp vân lộ, lên lên xuống xuống, sát cơ ngập trời, kiếm ý vô cùng vô tận, như từng con sóng không ngừng đánh về phía hắn. Lý Vô Ưu tập trung quan sát, cuối cùng hắn ta cũng nhìn ra. Lâm Nhất đang tu luyện kiếm ý, hắn muốn dựa vào sát cơ của rừng táng kiếm để tu luyện bán bộ kiếm ý của mình trở thành kiếm ý hoàn chỉnh. Đúng là tham vọng. Nghĩ đến đây, Lý Vô Ưu bất giác cảm thấy rung động, kiếm ý hoàn chỉnh khó cầu nhường nào. Ở cảnh giới tiên thiên, dù có thể lĩnh ngộ bán bộ kiếm ý cũng chỉ là mờ ảo, khó phân định được. Muốn tiến lên một bước nữa, lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh, phải nói là chuyện hoang đường. Trong số những đệ tử thâm niên của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng chẳng có mấy ai nắm giữ được kiếm ý hoàn chỉnh. Trong hàng người mới lại càng hiếm có. Nếu Lâm Nhất có thể lĩnh ngộ được kiếm ý hoàn chỉnh thì ngay cả Bạch Lê Hiên cũng đủ sức giao phong. Bạch Lê Hiên chỉ có tu vi tiên thiên thất khiếu nhưng nhờ vào kiếm ý hoàn chỉnh, hắn ta dễ dàng sai bảo rất nhiều nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ tại Lăng Tiêu Kiếm Các,
khiến bọn họ giận nhưng không dám nói gì. Tuy nhiên, Bạch Lê Hiên cũng là một trường hợp đặc biệt. Hắn ta có căn cốt linh thể cửu phẩm, đột phá lên căn cốt thánh thể, do đó mới dừng lại ở cảnh giới tiên thiên mãi không tiến, chứ không phải hắn không thể đột phá huyền quan. Sâu trong rừng táng kiếm, Lâm Nhất nhắm chặt hai mắt, dựa vào cảm giác tiến về phía trước. Hắn có thể cảm nhận được trong khu rừng này không có nơi nào là không có vân lộ, như đại dương mênh mông bao phủ hết thảy, tạo thành trận pháp càng thêm hào hùng, khí thế. Bước đi trong đó, mỗi một bước đều phải đối mặt với sát cơ. Không chỉ cần kiếm ý nhạy cảm, mà còn phải có cảm giác đặc thù đối với vân lộ, thiếu một thứ cũng không được. Hắn có cảm giác mình đang bước đi trên một con đường không có lối về, nếu không phải có thể lĩnh ngộ được kiếm ý hoàn chỉnh thì với hiểu biết mù mờ của hắn về vân lộ, ắt khó thoát chết. Nhưng sát ý tích tụ suốt chặng đường vừa qua đã khiến hắn không cách nào quay đầu được nữa, chỉ cần quay lại, hắn hẳn phải chết. Chương 435, kiếm giả phải có nhuệ khí. Trúc mọc thẳng đứng, san sát nhau, âm u lạnh lẽo, một đường tiến về phía trước, sát cơ chằng chịt. Thế nhưng Lâm Nhất không thể quay đầu được, tiến lên trước còn có sinh cơ, nếu lùi bước, chắc chắn hắn phải chết. Trừ phi nắm giữ được kiếm ý hoàn chỉnh, bằng không thì không thể nào phá giải được những vân lộ có thể tạm xưng là kiếm vân ở đây. Không giống như trong Tuế Nguyệt Tâm Kinh, mỗi một vân lộ nơi đây đều ẩn chứa sát cơ to lớn cùng kiếm ý vô cùng vô tận. Xưng là kiếm vân còn chưa đủ. Đáng sợ nhất chính là kiếm vân xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, tuần hoàn theo một đạo vận nào đó, hòa thành một thể, tạo thành kiếm trận mênh mông bát ngát. Rừng táng kiếm, rừng táng kiếm. Lâm Nhất xem như đã hiểu vì sao nơi này được gọi là rừng táng kiếm. Mảnh đất chôn xương kiếm giả. Người của Vương Ninh không dám tiến vào đây là có nguyên nhân cả đấy, ngay cả Hoàng Phủ Tịnh Hiên cũng thế. Tuy rằng hắn ta cũng nắm giữ kiếm ý giống với Lâm Nhất, nhưng lại không hiểu biết về vân lộ, một khi bước vào ắt khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có người như Lâm Nhất, nắm trong tay bán bộ kiếm ý, lại có hiểu biết về vân lộ thì may ra mới có được một đường sinh cơ. Nhưng mỗi một bước của hắn đều phải hết sức thận trọng, không dám có điều khinh suất. Sát ý vô biên vô tận tích lũy từng chút một phía sau lưng khiến hắn không dám lơ là, chỉ có thể kiên trì tiến về phía trước. Lâm Nhất không nói một lời, cảm nhận kiếm ý quanh thân đang sôi trào, hắn không ngừng cô đọng bán bộ kiếm ý của mình. Leng keng, trong cơ thể, chín sợi xích xung quanh võ hồn kiếm gãy lúc ẩn lúc hiện, bắt đầu rung lắc dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ khi bán bộ kiếm ý của mình từng bước tăng trưởng thì chín sợi xích cổ kia cũng dần buông lỏng. Bán bộ kiếm ý đang tăng lên, nhưng so với kiếm ý hoàn chỉnh vẫn còn thiếu một chút. Khoảng cách có vẻ như chỉ cần duỗi tay là chạm đến, nhưng lại không cách nào với tới được. Lâm Nhất chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, dựa vào kiếm ý khổng lồ trong rừng táng kiếm để tiếp tục tôi luyện. Bên ngoài rừng táng kiếm, sắc mặt Lý Vô Ưu rất căng thẳng, so với Lâm Nhất càng nghiêm túc hơn. Khác với Lâm Nhất, hắn ta có thể thấy rất rõ kiếm ý và sát cơ đang tích tụ phía sau Lâm Nhất đã đạt đến mức độ vô cùng kinh khủng. Sát cơ dày đặc diễn hóa thành biển máu bao la rộng lớn, hình thành vô số loại dị tượng. Dường như chỉ một giây sau đó, biển máu vô biên này sẽ nuốt chửng Lâm Nhất. Trên biển máu có vô số trường kiếm đang trong trạng thái kích động, tất cả đều được ngưng tụ bởi kiếm ý, chạm vào ắt phải chết không thể nghi ngờ. Rừng trúc nhẹ nhàng lay động phát ra tà âm. Vừa như tiếng kiếm ngân, lại như có ai đang ú ớ, thỉnh thoảng như có người đang ngâm nga. Lý Vô Ưu không biết Lâm Nhất có thể kiên trì bao lâu dưới áp lực đáng sợ nhường ấy. Rừng táng kiếm có thể chôn vùi một chuôi kiếm như Lâm Nhất hay không? Thật khó mà đoán được. Thiếu một chút, vì sao luôn thiếu một chút? Lâm Nhất nhắm mắt, cẩn thận tiến lên, rồi lại khẽ cau mày, dường như đã đi vào ngõ cụt. Trước đó thiếu một chút, rõ ràng chỉ còn nửa bước nữa mà thôi. Bước lên một bước có thể cảm nhận được sự tiến bộ rõ rệt, nhưng vẫn chênh lệch 1/4 bước, tiếp tục đi lại thiếu 1/8 bước, 1/16 bước. Khoảng cách giữa hắn cùng kiếm ý hoàn chỉnh liên tục thu nhỏ lại, nhưng dường như xa xôi vô cùng vô tận. Sau lưng, sát cơ cùng kiếm ý mang theo khí thế rời nùi lấp biển khiến tâm hắn loạn như ma, Lâm Nhất tin chắc chỉ cần bản thân có một chút dao động thì... Răng rắc, một chút dao động đó sẽ khiến cho những suy nghĩ tiêu cực khuếch trương vô hạn. Hắn lại bước thêm một bước, nhưng vừa đặt chân xuống, hắn liền phát giác được nguy hiểm. Kiếm vân dưới chân đột nhiên nổ tung. Vù vù. Âm thanh xé gió chói tai vang lên, một loạt cây trúc mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén kích động lao về phía hắn hệt như những thanh trường thương.
Xong đời, bị trận pháp cắn trả rồi. Lâm Nhất căng thẳng, trong khu rừng táng kiếm này, hắn chỉ có thể cẩn trọng từng bước, không dám lộn xộn. Sau lưng là sát cơ ngập trời, hai bên là kiếm ý vô tận, phía trước là lợi tiễn sát nhân, trời cao đất rộng nhưng chẳng có chỗ cho hắn dung thân. Cảm giác cô độc đến đáng sợ, sự khủng hoảng khi bị thiên địa bài xích đang bủa vây lấy trái tim hắn. Rừng táng kiếm đang bài xích hắn. Rừng táng kiếm muốn chôn vùi hắn. Đáng chết, rốt cuộc sai ở đâu? Lâm Nhất rơi vào khủng hoảng, hắn có thể cảm nhận được cường độ bán bộ kiếm ý của mình đã gần như sánh ngang kiếm ý hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi. Thời khắc sinh tử, Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh người áo xanh trong cuộn tranh Hoa Tường Vi. Hắn nhớ lại từng hình ảnh người áo xanh múa kiếm, so với đối phương, xem bản thân còn đang thiếu sót điều gì. Cảnh tượng dần thay đổi, hình ảnh của Tử Diên kiếm thánh hiện lên trong tâm trí hắn, ông ta dùng tàn hồn của mình trấn áp ma hải ngập trời. Cả hai đều là kiếm khách khiến hắn phải ngước nhìn, đều có. Bỗng nhiên, Lâm Nhất mở bừng mắt, hắn đã tìm được điểm giống nhau giữa Tử Diên kiếm thánh và người áo xanh kia, rốt cuộc hắn đã biết mình thiếu sót điều gì. Một suy nghĩ lóe lên, Lâm Nhất đột nhiên xoay người. Kiếm thế toàn thân ầm ầm bộc phát, thẳng thắng đối mặt với sát cơ đầy trời cùng kiếm ý vô tận. Dù có được sức mạnh rời núi lấp biển, hủy diệt sao trời, chém đôi nhật nguyệt nhưng nếu không có được trái tim của kiếm giả thì sao có thể xưng là kiếm khách? Kiếm giả phải có nhuệ khí. Thứ mà ta thiếu chính là nhuệ khí. Đã sinh ra vì kiếm, Lâm Nhất ta đây sợ gì chết vì kiếm. Tâm ngày càng thấu triệt, kiếm thế trên người Lâm Nhất dường như có thực thể, phát ra tia sáng óng ánh. Hắn khép hờ mắt, ở thời khắc này, nhuệ khí bộc lộ, không còn sợ hãi. Chương 436, ảo giác. Không thể quay đầu, ta cứ quay đầu đấy. Tư tưởng của người kiếm khách luôn quyết chí tiến tới, ngoài ta ra thì còn ai nữa. Tim Lâm Nhất đập thình thịch, vẻ mặt nghiêm nghị, khí huyết toàn thân sôi trào, một sự sắc bén dâng lên. Nhìn biển máu mênh mông, sát khí vô tận, hắn bùng nổ kiếm thế, bước từng bước ra ngoài. Trong nháy mắt Lâm Nhất đã bị biển máu này nuốt chửng, bị luồng kiếm ý vô tận kia vùi lấp. Không. Nhìn thấy cảnh này, Lý Vô Ưu không khỏi nghẹn ngào hét lớn, nổi giận mắng, đệt mẹ ngươi, rừng táng kiếm cái quái gì, lão tử sẽ giết ngươi. Soạt. Tinh quang bắn ra từ trên người hắn ta, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Keng keng. Hắn ta xông vào rừng táng kiếm, rút kiếm chém loạn xạ như phát điên, chém đứt hết cây trúc này đến cây trúc khác. Nhưng những cây trúc xanh kia dường như bất tử, không ngừng sinh sôi, chém mãi không hết. Khi biển máu mênh mông cùng với luồng kiếm ý rồi rào kia sắp hoàn toàn nuốt chửng Lâm Nhất, trên người hắn đột nhiên tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, trong suốt như ngọc không dính bụi, không đẫm mưa sương. Ngay sau đó, một luồng kiếm ý thuần túy và cô đọng, hàm chứa sự sắc bén vô tận điên cuồng phóng ra từ trên người hắn. Leng keng. Luồng kiếm ý này khiến cho cả rừng trúc đều phải đong đưa vì nó. Những cây trúc xanh va vào nhau phát ra âm thanh lanh lảnh như chuông gió, kéo dài liên tục mãi không ngừng. Biển máu mù trời, kiếm ý cuồn cuộn tản mát theo gió trong tiếng chuông gió chập chờn. Keng. Sợi xích phong ấn đoạn kiếm võ hồn đột nhiên đứt gãy. Một tiếng gầm thét đến từ viễn cổ truyền ra từ trong cơ thể, như thể có một đôi mắt đang nhìn hắn từ xa, không giận mà uy. Đây, coi như là võ hồn của ta sao? Lâm Nhất mở mắt ra nhìn xung quanh, gió yên sóng lặng, không còn sát khí hay kiếm ý ngút trời nữa. Chỉ có tiếng chuông gió êm tai, yêu kiều, chập chờn như ngọn đèn, làm say đắm lòng người. Xem ra rừng táng kiếm là nơi khảo nghiệm do một vị tiền bối để lại. Trước đây ta luôn không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của kiếm ý, từ đó khiến lòng tin bị dao động, không được công nhận, để bản thân gặp nguy hiểm. Sau khi lĩnh ngộ được kiếm ý hoàn chỉnh, biết mình còn thiếu sắc bén, thì ngay cả biển máu ngập trời cũng không làm hắn bị thương được. Đa tạ tiền bối. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, hai tay hợp thành hình chữ thập, vẻ mặt vô cùng kính cẩn, cúi người nghiêm trang thi lễ. Sau đó hắn đứng dậy giơ tay lên trời, cảm ứng được toàn bộ kiếm ý đều đã biến mất, ngoại trừ gió lạnh, hiện tại nơi này chỉ là một khu rừng trúc bình thường. Chém chết ngươi, chém chết ngươi. Bên tai vang lên tiếng đá vào không khí vùn vụt, Lâm Nhất quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Vô Ưu đã mệt như chó. Hai tay hắn ta cầm kiếm chém lung tung vào không khí, mặt mũi tràn đầy tức giận, miệng lẩm bẩm. Ngươi đang làm gì vậy? Lâm Nhất khẽ nhíu mày, cẩn thận đến gần hỏi. Huynh, ta đang báo thù cho huynh,
ở đây nhiều chút quá, huynh đợi ta chém hết rồi nói sau. Đừng để ta biết do tên khốn nào chồng, nếu không ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Lý Vô Ưu tùy ý trả lời một câu, vẫn giữ vẻ mặt đằng đằng sát khí, không ngừng chém vào không khí. Lâm Nhất gập ngón giữa tay phải, ngón cái đè lên móng ngón giữa, không phải đạn chỉ thần kiếm mà chỉ là cái búng rỗng. Keng! Lâm Nhất vừa búng tay lập tức có kiếm ý quanh quẩn, làm vang lên tiếng kiếm reo trong vắt. Cuồng phong thổi qua, cả khu rừng trúc đong đưa theo gió, tiếng chuông gió chập chờn chồng lên âm tiếng kiếm reo. Lý Vô Ưu chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, chợt bừng tỉnh. Ta đang làm gì vậy? Sau khi tỉnh táo, hắn ta kêu rên, cổ tay ta đau quá. Có thể không đau à, dùng hết sức chém vào không khí hơn nghìn nhát kiếm, không đau mới là lạ. Ta cũng rất muốn biết ngươi đang làm gì. Lâm Nhất cười khẽ nhìn Lý Vô Ưu. Huynh chưa chết à? Lý Vô Ưu tỉnh mộng, nhìn Lâm Nhất mừng rỡ nói, ha ha, ta cứu được huynh rồi. Lúc huynh bị biển máu nuốt chửng, ta đã xông vào chém không biết bao nhiêu cây trúc, không ngờ lại ma xui quỷ khiến cứu được huynh thật. Lâm Nhất trợn mắt, chỉ vào chung quanh, tự đi mà xem, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Gì thế này? Lúc này Lý Vô Ưu mới phát hiện ra bất thường, trên mặt đất không có cây trúc gãy nào cả, chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác? Rừng táng kiếm rộng như thế mà chẳng có một cây trúc nào do hắn ta chém đứt. Đừng nói là một cây, nửa cây cũng không có. Huyết Long Mã cất bước, khịt mũi một tiếng, nó khinh bỉ nhìn Lý Vô Ưu, sau đó đi về phía Lâm Nhất. Lý Vô Ưu lấy tay che mặt, khóc không ra nước mắt, tên tuổi lẫy lừng cả đời này đã bị phá hỏng. Rốt cuộc hắn ta đã làm gì mà ngay cả Huyết Long Mã cũng khinh bỉ hắn. Sột soạt, Lâm Nhất dắt Huyết Long Mã dẫm lên lá trúc dưới đất, đi sâu vào trong. Nơi này còn rất nhiều bí mật. Con đường quanh co yên tĩnh, dài ngoằn ngoèo, sau nửa nén hương Lâm Nhất mới nhìn thấy một căn nhà trúc đầy cổ kính. Bên cạnh nhà trúc có một cái hồ bốc hơi lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run lên. Khí âm hàn trong rừng táng kiếm đến từ nơi này. Lâm Nhất trầm tư suy nghĩ, hàn khí ở đây cùng loại với lúc hắn ở vực âm phong. Nó không gắt như vực âm phong, nhưng lại lạnh hơn rất nhiều. Nơi quái quỷ gì thế này, lạnh khiếp. Giọng Lý Vô Ưu vang lên ở đằng sau, Lâm Nhất ngoảnh đầu nhìn lại. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm người thiểu năng trí tuệ của Lâm Nhất, Lý Vô Ưu lập tức cảm thấy xấu hổ, cười ngượng ngùng, chúng ta vào trong xem thử thôi. Chương 437, vẫn chưa đủ. Có lẽ vì Lâm Nhất đã nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh và được rừng táng kiếm thừa nhận. Cho nên trận pháp ẩn chứa sát khí và kiếm ý to lớn lặng lẽ biến mất, nơi đây tựa như một khu rừng trúc bình thường. Nhưng vẫn không nên sơ suất khi vào căn nhà trúc trước mặt này. Cẩn thận một chút. Hi hi, chỉ chờ câu này thôi. Lý Vô Ưu nhanh nhẹn đu lên cây trúc cao trăm trượng, đung đưa mấy lần như chú vượn, sau đó nhảy vào bên trong sân nhà trúc một cách rất nhẹ nhàng. Lâm Nhất dắt Huyết Long Mã, quan sát chung quanh rồi chậm rãi bước vào trong sân. Khoảng sân trống trơn, ngoại trừ hai bệ đá đơn sơ thì chỉ còn căn nhà trúc xây bên hồ. Ở đây lạnh thật. Lý Vô Ưu đi dạo một vòng, run người cảm thán. Hắn ta tìm kiếm xung quanh. Đừng nói bảo vật, ở đây ngay cả cỏ dại cũng không có mấy cây chứ nói gì đến việc có di tích cổ tồn tại. Huynh, ta vào nhà xem thử nhé. Lý Vô Ưu đảo mắt sang nhìn Lâm Nhất đang sờ bệ đá, nhẹ giọng hỏi ý kiến. Ngươi chắc chứ, biết đâu nơi này có người sống. Biết đâu chủ nhân vẫn chưa đi xa. Không thể nào, nơi quái quỷ này lạnh muốn chết, ai mà sống ở đây lâu được. Cùng lắm thì thỉnh thoảng đến sống thử thôi, ta vào đây. Nếu tìm được bảo bối gì thì huynh đừng trách ta không chia cho huynh. Lý Vô Ưu ngông nghênh chạy vào nhà trúc. Hắn ta chỉ mong nơi này từng có cao nhân tiền bối nào đó sống, tiện tay để lại chút đồ, coi như hắn ta nhặt được món hời lớn. Lâm Nhất lại rời mắt sang nhìn bệ đá. Bề mặt của bệ đá được khắc hoa văn lộn xộn, không thể phân biệt được là tự nhiên có hay do sau này có người khắc lên. Sau một hồi quan sát trong sân, Lâm Nhất đi tới cạnh hồ. Mặt hồ lạnh lẽo phủ đầy hơi nước, chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ. Ở phía trước, tất cả đều bị bao phủ dưới lớp sương mù. Khá giống mê trận ở vùng biên giới, e rằng hồ nước lạnh này không thể tùy tiện vào, nhưng có thể xác định nơi này có âm sát tồn tại. Hàn ý lạnh buốt thấu xương khiến Lâm Nhất tin rằng chắc chắn có âm sát tồn tại. Nhưng khác với âm sát dưới đáy vực âm phong, âm sát ở đây bị phong ấn chặt chẽ không có một kẽ hở. Không giống phong ấn của vực âm phong, nó bị hư hại quá nghiêm trọng.
Điều này khiến cho vực âm phong trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm và hỗn loạn, cảnh giới huyền võ rơi vào cũng chỉ có đường chết. Lâm Nhất suy nghĩ, sau đó lại đến gần hai bệ đá cẩn thận quan sát. Một lát sau, sự khác biệt cực nhỏ giữa hai bệ đá bị hắn nhạy bén phát hiện. Bệ đá này rõ ràng được sử dụng thường xuyên, bề mặt láng hơn nhiều. Xem ra thật sự có người ở đây dùng âm sát để tu luyện. Công pháp thuộc tính băng có thể sử dụng âm sát, mang lại hiệu quả gấp đôi. Nhưng hiệu quả của nó thua xa thuật thôn thiên mà hắn tu luyện. Đó là lực thôn phệ, một lực có thể thôn phệ cả âm sát. Một sợi lông cũng không có, không biết là lão quỷ nào sống ở đây, đúng là nghèo hết nói nổi. Lý Vô Ưu ôm tâm trạng vui vẻ đi vào, khi đi ra lại mang vẻ mặt buồn bực, thất vọng. Lâm Nhất cười nhẹ, khu rừng trúc này là vùng đất báu, tuy trước mắt trận pháp bị tạm ngưng, nhưng kiếm ý ẩn chứa trong cây trúc vẫn còn, tu luyện kiếm pháp ở đây chắc chắn sẽ có tiến bộ rất lớn. Cũng có lý, nhưng hai chúng ta ra ngoài bằng cách nào đây? Lý Vô Ưu nhìn đám sương mù phủ trên mặt hồ, nhíu mày hỏi. Không vội. Lâm Nhất thực sự không vội, hắn vừa nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, cần ổn định thêm mới được. Nơi này có người thường xuyên tới ở. Lý Vô Ưu hơi chột dạ hỏi. Lâm Nhất không trả lời hắn ta mà đi thẳng vào trong rừng trúc, lập tức bắt đầu tu luyện. Một vùng đất báu như thế, sao có thể lãng phí thời gian? Sau khi ra khỏi Thanh Vân Môn, hắn chưa bao giờ chịu một cú sốc lớn như vậy, bị người khác dồn ép lên trời xuống đất, đến nỗi phải bước vào đường cùng. Thậm chí hắn còn bị bắt nạt trước mặt mọi người, vô số ánh mắt đổ dồn vào càng khiến hắn lạnh lòng. Bất luận là vì hắn, Huyết Long Mã hay Lý Vô Ưu, hắn cũng không nuốt trôi cục tức này được. Vương Ninh, Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, Phong Hạo Vũ, Mạc Thanh Vân, Hàn Mạc, Hàn Phong. Cả đám đều không thể bỏ qua. Thực lực, bây giờ hắn cần phải tăng cường thực lực của mình. Keng! Hộp đựng kiếm sau lưng được hắn đặt dưới đất, hắn vẫy tay, sau đó cầm lấy Táng Hoa kiếm. Lôi âm kiếm pháp, Cuồng Phong. Cổ tay run lên, kiếm ảnh chi chít xuất hiện như cơn bão. Dưới sự trợ giúp của kiếm ý hoàn chỉnh, trong một giây Lâm Nhất chém được 9981 nhát kiếm. Khi kiếm ảnh chồng chéo lên nhau, lôi âm chói tai vang dội ra bốn phía. Trên người Lâm Nhất nổi lên một trận cuồng phong, bụi bay mù mịt, mây trôi gập ghềnh. Vẫn chưa đủ. Ánh sáng lập lòe trong mắt Lâm Nhất, hắn hét dài một tiếng, một giây đâm được 9 nhát liên tục. Keng keng. Hắn thi triển Tử Diên kiếm quyết đến cực hạn. Kiếm ý toàn thân làm rung chuyển trời đất như một con rồng đang rời sông lấp biển. Ầm ầm, Táng Hoa kiếm trong tay hắn nhanh đến mức khiến người ta choáng đầu hoa mắt, không thể nào nhìn thấy được. 9 tiếng sấm cùng lúc vang lên rồi hợp lại thành một. Mặt đất rung chuyển, hàng trúc đong đưa qua lại, biên độ lớn khiến người ta phải tặc lưỡi. Trời ạ! Lý Vô Ưu kinh hãi, ngơ ngác đứng trong sân, không ngờ kiếm ý hoàn chỉnh lại đáng sợ đến vậy. Nó giúp cho kiếm pháp của Lâm Nhất có vẻ cao quý, hoàn toàn không thể kề vai so sánh cùng. Điều khủng khiếp nhất là 9 tiếng sấm hợp nhất, trong đầu Lý Vô Ưu cứ ù ù, lục phủ ngũ tạng sao động, khí huyết sôi trào. Nó hoàn toàn không giống kiếm chiêu mà cảnh giới tiên thiên có thể thi triển nữa. Chương 438, có người đến. Lý Vô Ưu lắc đầu, tặc lưỡi nói, lúc trước nghe người ta nói Bạch Lê Hiên giết đệ tử cảnh giới huyền võ khi đang ở cảnh giới tiên thiên thất khiếu. Ta còn không tin lắm. Lúc này nhìn thấy Lâm Nhất thi triển kiếm pháp, hắn ta không tin cũng phải tin. Kiếm ý hoàn chỉnh kinh khủng như thế. Lôi âm kiếm pháp, Lạc Hoa. Kiếm ý trên người Lâm Nhất cuồn cuộn như sông lớn, khí thế đột nhiên ngưng động, cuồng phong ngừng thổi. Khi Lý Vô Ưu nghĩ Lâm Nhất định nghỉ ngơi một lát, kiếm của hắn lại chuyển động. Lạc Hoa nhất thuấn, Lâm Nhất múa kiếm trông như cánh hoa rơi héo tàn đâm chồi ở cửa tử. Chỉ mong có được khoảnh khắc mỹ miều thê lương này. Lần này không chỉ kiếm, ngay cả Lâm Nhất cầm kiếm cũng nhanh đến mức khó nhìn thấy được. Lại nhanh hơn rồi. Lý Vô Ưu nhướng mày, nhạy bén phát hiện kiếm của Lâm Nhất, kể cả người cầm kiếm đều trở nên càng lúc càng nhanh khi có sự thâm nhập của kiếm pháp. Lôi âm kiếm pháp, Phi Tuyết. Tựa mây cuồn cuộn, tựa tuyết tung bay, mây vờn tuyết lượn. Trong rừng trúc, hơi lạnh ập xuống. Kiếm ý toàn thân Lâm Nhất khuếch tán ra chung quanh như mây trôi, không ngừng bồng bềnh, kiếm quang tỏa sáng, kiếm khí bay tán loạn như bông tuyết. Kiếm trong tay cuốn theo luồng kiếm quang dập dờn như tuyết. Vừa có sự nhanh nhẹn của tuyết, vừa có sự mênh mông của biển mây, trong nhanh toát lên vẻ tài trí. Kiếm chém một nhát,
cả hàng trúc trong phạm vi trăm trượng đều cong về sau. Đến khi Lâm Nhất rút về, những cây trúc ẩn chứa kiếm ý cuồn cuộn bật mạnh lại một cách rất dẻo dai. Bùm! Mấy trăm cây trúc rung động cùng lúc, kiếm ý không ngừng đánh úp về phía Lâm Nhất. Truy Nguyệt! Lâm Nhất cười khẽ, thi triển thức thứ tư của Lôi Âm kiếm pháp. Nhanh như gió núi, truy đuổi trăng sao. Dưới sự trợ giúp của kiếm ý, Lâm Nhất đột nhiên biến mất, dường như sao trời trăng sáng đều bị hắn bỏ lại phía sau, chờ đến lúc hiện thân lại. Hắn phá tan luồng kiếm ý dồn dập của những cây trúc, xuất hiện ở nơi cách đó trăm trượng. Không ngờ lại phá tan được. Lý Vô Ưu sờ cằm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Với thực lực của Lâm Nhất, hắn không thể nào đỡ được kiếm ý của hàng trăm cây trúc. Nhưng hắn lại xông lên với tốc độ siêu việt lạ thường, chém rách một đường. Thần tiêu. Thức cuối cùng của Lôi Âm kiếm pháp, thần âm như sấm, xuyên thủng tầng mây. Toàn bộ Lôi Âm kiếm pháp được thi triển, thân táng hoa kiếm không ngừng run rẩy. Sau bốn thức phong, hoa, tuyết, nguyệt, độ dung của thân kiếm đã đạt đến mức xưa nay chưa từng có. Lâm Nhất thuận tay vung kiếm lên như hạc tiên dương cánh, linh dương khoe sừng, trông có vẻ ung dung nhẹ nhàng. Nhưng khi hắn vung kiếm ra sau, thân kiếm phát ra tiếng vang hoàn toàn có thể so sánh với tiếng sấm, giống như tiếng sấm này phát ra từ tay hắn chứ không phải từ trên trời. Oanh! Tiếng sấm lắng đọng kiếm ý mênh mông bùng nổ, vang dội ra khắp bốn phía, từng cây trúc lần lượt nổ tung. Sau khi Lâm Nhất thu kiếm, trong phạm vi nghìn mét không có một cây trúc nào còn đứng thẳng, tất cả đều đã ngã xuống. Kiếm ý ẩn chứa trong cây trúc tràn ra khắp nơi, một đường vân lộ cổ dài ngoằn lóe lên từ mặt đất, lặng lẽ thôn vệ hết những kiếm ý kinh khủng này. Nếu không chúng sẽ càn quét, cả khu rừng sẽ bị phá hủy. Thần âm như sấm, xuyên thủng tầng mây, cuối cùng Lôi Âm kiếm pháp cũng viên mãn. Nhìn đống trúc gãy vương vãi đầy đất, Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã hiểu được ý nghĩa chân chính của thức cuối cùng, nhưng hiểu thì hiểu, nếu không có kiếm ý hoàn chỉnh trấn áp thân kiếm dung cực mạnh, thì thần âm như sấm sẽ không xuyên thủng tầng mây mà là Lâm Nhất hắn. Lý Vô Ưu kinh ngạc đi qua, choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Một lát sau, hắn ta mới cười gượng, kiếm ý hoàn chỉnh thật đáng sợ. Nếu không đạt tới cảnh giới huyền võ, dù ta có uống thuốc kích thích cũng không dám đấu với huynh. Vẫn chưa đủ. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, bình tĩnh đáp. Vẫn chưa đủ. Lý Vô Ưu gãi đầu, tại sao vẫn chưa đủ, rõ ràng đã mạnh khủng khiếp rồi. Nhưng hắn ta không biết lúc này trong lòng Lâm Nhất đã có ý nghĩ nhất định phải giết Vương Ninh. Cả Hoàng Phủ Tĩnh Hiên, Phong Hạo Vũ, Hàn Mạc, Hàn Phong nữa, hắn không định tha cho bất cứ kẻ nào. Có người đến. Ở đâu? Lý Vô Ưu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc thuyền đánh cá chở một ông lão đi xuyên qua làn sương mù đến gần. Đi qua thôi, dù sao chúng ta cũng phải biết được có gì ở đây. Lâm Nhất bước nhanh về phía sân nhà trúc của ông lão. Lý Vô Ưu xấu hổ cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo. Ông lão đeo giỏ cá đi tới, cởi mũ rộng vành móc lên cây trúc, để lộ khuôn mặt dãi dầu sương gió. Mái tóc màu muối tiêu, bộ râu không cạo và một chiếc khăn vuông cũ buộc trên trán. Khi nhìn thấy Lâm Nhất và Lý Vô Ưu, vẻ mặt ông lão không hề thay đổi, bình lặng như mặt giếng cổ. Ông ta hờ hững nhìn Lâm Nhất, nhìn lên dấu ấn trên ấn đường hắn, tạm dừng rồi cười tự giễu, lại thêm một tên kiếm nô bước vào rừng táng kiếm của ta. Dứt lời, ông ta không để ý hai người mà đi thẳng về phía căn nhà trúc. Xong đời. Lý Vô Ưu thầm kêu rên trong lòng, không dám nhìn thẳng. Chương 439, hài lòng. Huynh nói xem ông lão này mạnh cỡ nào. Lý Vô Ưu trông có vẻ căng thẳng, hắn ta cố nở nụ cười, suy tư hỏi. Sao vậy? Hi hi, ta hỏi bừa thôi. Lâm Nhất suy nghĩ rồi đáp, chắc là một đầu ngón tay cũng có thể giết được ta và ngươi. Không phải Lâm Nhất nói quá, nhưng khí tức của ông lão mang lại cho hắn cảm giác hoàn toàn không thể đoán được. Như các trưởng lão của Lăng Tiêu kiếm các, tuy họ cũng rất mạnh nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được đó là một ngọn núi cao hơn hắn và những người khác. Còn Bạch Đình trưởng lão và Lạc Phong trưởng lão đều là ngọn núi cao khiến người ta không thể nhìn lên. Ông lão trước mặt hoàn toàn không thể cảm nhận được, không biết được là núi hay biển. Hoặc có thể còn đáng sợ hơn cả núi và biển. Sự khác biệt này không thể nói rõ, nhưng cũng không cần nói rõ. Lý Vô Ưu ngồi xổm trên bệ đá cười ngượng ngùng, không được tự nhiên lắm. Bên trong nhà trúc bị lục tung lên, vô cùng lộn xộn, nhiều đồ trưng bày nằm rải rác khắp nơi, thoạt nhìn như vừa bị trộm.
Trên khuôn mặt dãi dầu xương gió của ông lão vẫn không có chút thay đổi, như một tảng đá. Sau khi lên lầu, ông ta bước tới trước chiếc gương đồng có vẻ bình thường, bâng quơ chạm vào. Soạt! Trong gương đồng lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh, từ cảnh Lâm Nhất nắm giữ sự sắc bén, lĩnh ngộ kiếm ý hoàn chỉnh. Đến cảnh Lý Vô Ưu la lối ầm ĩ, xông vào trong nhà trúc lục lọi khắp nơi, không bỏ sót một chỗ nào. Ánh mắt ông ta nhìn cảnh Lâm Nhất nắm giữ kiếm ý hoàn chỉnh, hồi lâu mới lên tiếng, không phải bằng môn tà đạo nhưng lại có thể được rừng táng kiếm thừa nhận. Một lát sau khi đã biết mọi chuyện xảy ra, ông lão lại xuất hiện trước mặt hai người. Ông lão chỉ gật đầu nhẹ với Lâm Nhất, sau đó nhìn sang Lý Vô Ưu. Ông ta chợt lên tiếng, rừng trúc này là do ta trồng. Lý Vô Ưu chột dạ, lập tức há hốc mồm. Hiển nhiên câu do tên khốn nào chồng hắn ta nói trước đó đã bị ông lão biết. Ông lão nói tiếp, ngôi nhà trúc này cũng là chỗ ở của ta, lão phu chính là lão quỷ nghèo trong miệng ngươi. Lý Vô Ưu bị bắt tại trận nên cực kỳ xấu hổ, cười ngượng ngùng, tiền bối, chuyện này hẳn có chút hiểu lầm, ông nghe ta nói. Không được nhúc nhích. Soạt. Lý Vô Ưu đang ngồi xổm trên bệ đá vừa đứng dậy giữa chừng thì bị ông lão chỉ nhẹ vào. Lâm Nhất nhướng mày, cảm ứng được có một tia kiếm ý tràn vào trong cơ thể Lý Vô Ưu. Vẻ mặt Lý Vô Ưu cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy, hắn ta bỗng dưng cảm thấy khóc không ra nước mắt, ai ra, ta thật sự không nhúc nhích được, huynh mau cứu ta với. Xin hỏi tiền bối tên là gì? Gọi ta Thập Tam là được. Lâm Nhất chắp tay, Thập Tam ra, vừa rồi Vô Ưu cũng vì cứu tiểu tử, sốt ruột lấn át lý trí nên mới không giữ mồm giữ miệng, thật sự không có ý muốn xúc phạm tiền bối. Thập Tam ra lạnh lùng nói, loại người như hắn, ta đã giết không biết bao nhiêu người. Nếu không vì trước đó hắn còn có chút tình nghĩa, người nghĩ hắn có thể sống đến bây giờ à? Lâm Nhất tự biết vị tiền bối này chỉ dạy cho Lý Vô Ưu một bài học nhỏ, không có ý định giết hắn ta. Thế cũng tốt, với cái tính của Lý Vô Ưu, chịu khổ chút cũng tốt. Người biết Linh Văn? Ông lão bất ngờ hỏi không đầu không đuôi. Linh Văn là cái gì? Lâm Nhất không hiểu lắm. Thấy vậy, ông lão không nói thêm gì, cũng không để ý tới Lâm Nhất nữa. Ông ta lấy một con dao bổ củi, đi ra ngoài. Không lâu sau ông ta ôm một bó trúc trở lại, sau đó lấy mấy con cá trong giỏ ra bắt đầu xử lý. Lâm Nhất đi tới phụ một tay. Ông lão lạnh nhạt nhìn qua, thấy Lâm Nhất làm rất thành thạo, sạch sẽ lưu loát, không vướng tay vướng chân thì cũng mặc kệ hắn. Trong lúc vô thức ông lão dừng tay lại, lẳng lặng nhìn Lâm Nhất nhóm lửa nướng cá. Thú vị, dùng tử diên thánh hỏa để nướng cá. Thập Tam ra vuốt râu, trên khuôn mặt dãi dầu lạnh lùng lần đầu tiên xuất hiện ý cười. Lâm Nhất cũng cười, đây không phải lần đầu hắn làm việc này, hắn đã quen tay rồi. Một lát sau, khi mấy con cá được nướng chín, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, tỏa ra linh khí nồng đậm. Thập Tam ra, của tiền bối đây. Lâm Nhất lấy một con cá đã nướng chín đưa cho đối phương. Ông lão mỉm cười nhận lấy. Sau đó nhìn thấy Lâm Nhất lấy một con đưa cho Huyết Long Mã. Ông ta bèn nhìn về phía Lý Vô Ưu đang giữ tư thế nửa ngồi, rưng rưng nước mắt, nhìn mình với vẻ đáng thương. Lâm Nhất thấy ông lão đã ăn cá nướng, tâm trạng khá tốt thì cười hỏi, tiền bối, cá nướng này thế nào? Không tệ, ngon hơn ta nướng mấy chục năm nay nhiều. Vậy ông xem người bạn này của ta. Thập Tam ra vung tay lên, Lý Vô Ưu lập tức ngã phịch xuống đất. Hắn ta không màng bụi bặm trên người, cười hì hì chạy tới nhận lấy cá nướng trong tay Lâm Nhất. Tổng cộng chỉ có 3 con cá, Lâm Nhất lờ đễnh bỏ tay vào giỏ định lấy thêm cá, nhưng lại phát hiện trong giỏ trống rỗng, không có gì cả. Cá tuyết long bổ dưỡng, chỉ vào mùa đông băng tan mới có, nhưng câu được bao nhiêu phải dựa vào may mắn. Ông lão vừa ăn cá nướng vừa nhìn Lâm Nhất, cười đáp. Thật ra ông ta vẫn luôn âm thầm quan sát Lâm Nhất, kể từ lúc nhìn thấy hắn. Đến giờ ông ta mới coi như thật sự hài lòng. Trong mấy chục năm qua, không phải không có ai lĩnh ngộ được kiếm ý trong rừng táng kiếm. Nhưng ai trong số họ cũng tỏ ra thất vọng khi nhìn thấy ngôi nhà trúc đổ nát, dần dần mất kiên nhẫn với ông ta, một lòng một dạ muốn tìm kỳ ngộ, hễ mở miệng là nói mình có thân phận gì, trong lời nói không hề có sự tôn trọng. Chương 440, vậy ta tặng tu vi cho ngươi. Loại người này ông ta đã giết rất nhiều. Tất cả đều bị ném hết vào hồ nước lạnh cho cá ăn. Còn Lâm Nhất, chưa nói đến xuất thân của hắn. Chỉ nướng cá thôi cũng có thể nhìn ra tính nết, con đầu tiên đưa cho ông ta, con thứ hai cho Huyết Long Mã, con thứ ba cho bằng hữu rồi sau đó mới đến lượt mình.
Mọi hành động đều không hề giả dối. Nhìn huyết long mã béo tốt, hiển nhiên thường ngày cũng được đối xử không tệ. Mà Lý Vô Ưu mạo hiểm xông vào rừng táng kiếm, tuy hơi đần nhưng tấm lòng này lại không hề giả dối. Tất cả những điều này không thể giả vờ được trong một sớm một chiều. Cá tuyết long. Lý Vô Ưu cắn một miếng cá béo ngậy, hai mắt sáng lên, đây là vua của loài cá, không chỉ thơm ngon, không có xương mà còn là một loại thuốc bổ tự nhiên. Chỉ một con cá tuyết long thôi cũng có thể khiến cao thủ cảnh giới tử phủ phải tranh giành phát điên. Thập Tam gia chậm rãi nói, tiểu tử này biết nhiều đấy, nhưng con cá mà ngươi đang ăn là con cá cuối cùng rồi. Lý Vô Ưu lau miệng, cười bảo, huynh à, cá đã vào bụng ta rồi, xin lỗi nhé. Lâm Nhất không thèm để ý đến hắn ta, vẻ mặt kia đang cười sung sướng, chẳng thấy chút ý xin lỗi nào. Ta đi luyện công trước đây, cảm giác bắt đầu không khống chế được linh khí nữa rồi. Linh khí trên người Lý Vô Ưu dâng lên, sắc mặt ửng hồng, hắn ta chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, đột nhiên hiểu ra hiệu dụng của cá tuyết long, vì thế lập tức vận hành đại diễn tinh quyết. Đại diễn tinh quyết của hắn ta không thể sử dụng đan dược, vì thế tốc độ tu luyện cực chậm. Hiếm khi được ăn cá tuyết long, hắn ta vui mừng khôn xiết, chỉ sợ lãng phí. Đêm càng lúc càng sâu, huyết long mã đã nằm xuống ngủ, còn Lý Vô Ưu vẫn đang tranh thủ tu luyện. Khí tức trên người trào dâng mãnh liệt, tu vi tăng nhanh kinh người. Một con cá tuyết long thôi, không ngờ lại có thể khiến hắn ta đạt tới tiên thiên thất khiếu đỉnh phong. Tay Thập Tam ra đầy những vết chai sần, ông ta đang thong thả đốt lửa. Đột nhiên ông ta nhìn về phía Lâm Nhất, đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía hồ nước lạnh lẽo. Ý ông ấy là, lòng Lâm Nhất chợt nảy lên một suy nghĩ, hắn nhanh chóng đi theo. Khi tới bên hồ, ông lão đưa lưng lại với Lâm Nhất, người nghĩ rừng táng kiếm là nơi thế nào? Lâm Nhất suy nghĩ một hồi rồi đáp, lúc đầu ta nghĩ đây là nơi truyền thừa mà một vị cao nhân tiền bối nào đó để lại, vì được công nhận nên có thể ta sẽ có cơ hội. Bây giờ xem ra chỉ là nơi ẩn cư của Thập Tam gia mà thôi. Ông lão cười nhạt, nơi truyền thừa, người nghĩ như vậy thật ra cũng không sai, nhưng thứ lão phu truyền lại, sao có thể dễ dàng có được? Mấy chục năm qua tổng cộng có 96 người đến sân nhà trúc này. Ngoại trừ 3 người, tất cả đều đã bị lão phu ném xuống hồ nước lạnh này cho cá ăn. Lâm Nhất sửng sốt, chẳng trách rừng táng kiếm này đáng sợ tới mức đám người Vương Ninh không dám vào sâu, hóa ra là có nguyên nhân này. Người bị truy sát nên mới mạo hiểm vào đây đúng không? Kể cho ta nghe đi. Lâm Nhất không dài dòng. Nói sơ lược về mâu thuẫn giữa mình và hai huynh đệ Vương Ninh sau đó vào khu rừng u tối cho ông lão. Sự khinh thường và sỉ nhục của Vương Diễm, sự điên rồ của Vương Ninh, sự thờ ơ và bức bách của đám Hoàng Phủ Tịnh Hiên lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Dưới cái nhìn của hơn 9.000 người mới, hắn bị ép phải đi vào đường cùng, mặc cho người khác sỉ nhục và trêu đùa, sự tuyệt vọng và thê lương ấy đến giờ vẫn còn như mới đây. Không phải người trong cuộc khó mà hiểu được. Lâm Nhất vốn tưởng mình đã đủ bình tĩnh, nhưng sau khi nói ra, sát khí trong lòng vẫn không kìm được sục sôi. Chỉ vì là kiếm nô mà bắt ngươi phải khảo nghiệm lại căn cốt. Còn ép ngươi từ bỏ danh ngạch hạt giống. Ha ha, Lăng Tiêu kiếm các càng ngày càng xuống dốc. Vẻ mặt ông lão lãnh đạm, nhưng lời nói lại lạnh lùng đến mức khiến người ta ớn lạnh, trong giọng nói còn có sát khí không tên. Ngươi hận không? Hận, nhưng ta chỉ hận thực lực của mình không đủ. Ông lão khẽ nói, tốt lắm, công phu của ngươi không kém, nền tảng vững chắc, lại có được kiếm ý hoàn chỉnh, ngươi còn thiếu gì nữa. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lâm Nhất, hắn chỉ nói hai chữ tu vi. Vậy ta tặng tu vi cho ngươi. Thập Tam gia vung tay, gió lạnh thổi tới phần phật, một làn gió lốc lạnh lẽo nổ tung từ giữa hồ nước. Lực âm sát dồi dào ngưng tụ thành gió, gào thét khiến cho thiên địa biến sắc. Lâm Nhất thầm tặc lưỡi. Âm sát ở đây dữ dội hơn âm sát ở vực âm phong rất nhiều. Thập Tam gia mặt không đổi sắc, trầm giọng bảo, nơi này có trận pháp do người đời trước lập ra, có thể chuyển hóa lực âm sát, còn hấp thu được bao nhiêu phải xem tạo hóa của ngươi. Tại sao lại giúp ta? Với thiên phú và căn cốt của ta hẳn là không lọt được vào mắt của tiền bối. Lâm Nhất đè nén nỗi kích động trong lòng, nghi hoặc hỏi. Ông lão đột nhiên quay lại, tháo chiếc khăn màu vàng trên đầu xuống. Dấu ấn nơi đầu mày lộ ra, Lâm Nhất nhìn mà sững sờ. Thập Tam gia, ông. Bây giờ đã biết vì sao ta giúp ngươi rồi chứ? Thập Tam gia buộc lại khăn, lạnh giọng nói tiếp, thiên tài kiệt xuất. Trên đời này không thiếu nhất chính là thiên tài, lão phu cũng đã thấy nhiều rồi,
những người có thể thể hiện trước mặt ta mới được coi là thiên tài, còn không đều không bằng con chó. Lòng ngươi có hận, quay về dẫm đạp bọn chúng đi, nếu không ngươi có kiếm ý này cũng có tác dụng gì. Có khác gì những kẻ bất tài vô dụng kia, sau này đừng đến rừng táng kiếm của ta nữa. Lòng Lâm Nhất nhiệt huyết trào dâng, hắn đáp lại rõ ràng từng chữ, vãn bối xin thề sẽ không phụ tấm ân tình này của tiền bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.